hay là họ của mấy cái tử đó là họ có răng ngựa, vẹn B, na C, và bộ phận dùng ở đây đó là quả. Và quả ở đây là quả chín phải khô rồi ha, của cây mà mạng kinh tử. Và thành phần của trong mạng kinh tử ở đây là gì ạ? Thì nó sẽ có tinh dầu, và nó dùng trong trường hợp đó là gì ạ? Nó sẽ chữa đó là cảm mạo phong nhiệt, viêm màng tế hoạt cấp, đau đau khớp cơ, rồi phụ tổn do thiên thần hoặc là phù do dị ứng. Và liều dùng ở đây là khoảng từ 6 đến 16 gram, và dùng ở đây là dạng thuốc sắc ha. Rồi tiếp theo đó là ngưu bằng tử. Và ngưu bằng tử ở đây thì mọi người nhìn thấy nó giống hoa cúc, cho nên là nó thuộc họ đây là họ hoa cúc ha. Họ cúc thì có tên đó là Asparagus, và bộ phận dụng của cái mà ngưu bằng tử ở đây đó là dùng là quả chín phơi khô. Ngoài ra có thể dùng rễ và lá của cây ngưu bằng tử ha. Và nó dùng để chữa nó là gì ạ? Quả thì dùng để trị đó là ngoại cảm phong nhiệt, chữa phong lở, mề đay, sưng hồng, suyễn, ho, ban sởi, mọc chậm. Ngoài ra còn chống dị ứng, chống lão hóa da, rồi giảm đường huyết. Và cái này thường thường thì thử nghiệm trên chuột thì người ta thấy giảm đường huyết rất là nhiều. Còn rễ ở đây thì người ta dùng nó là chữa đường đường huyết cao, mụn nhọt, lở ngứa. Lá thì mọi người có thể nấu canh, ăn rất là tốt và giảm đau trong trường hợp đó là thất khớp và trục sốt. Và liều dùng ở đây khoảng từ 6 đến 12 gram giảm thuốc sắc ha. Đúng rồi, chữa suyễn, có chữa suyễn. Suyễn ở đây thì nói chung là những người nào bị hen suyễn ở đây giống như một cái gọi là di truyền, hiểu không? Em hồi lâu thì gọi là gì ạ? Mình hồi là em hồi lâu cũng bị suyễn, nhưng mà chữa thì có nhiều người mắc ha, có người thì kêu là nước mắt cá chấm đồ này kia, nhưng mà gì em thì không làm thêm những kiểu đó. Nói chung là khi mà lớn nhỏ thì hay bị, nhưng mà khi lớn lên có sức đề kháng rồi thì hiện tại bây giờ thì có thay đổi thời tiết này gì chăng nữa thì ho vài cái thôi, chứ không phải ho dài dẳng ha. Không bị suyễn lại, lâu lắm rồi không bị suyễn lại, tại vì mình có sức để, giống như là khi lớn mình có sức đề kháng rồi đó, nên là cái suyễn nó đi đâu mất ha. Còn về sau này thì em không biết được nhé. Đó, bài thuốc này thì em không dám, tại vì là cái mà suyễn này có nhiều cái gọi là chữa theo phương pháp dân gian, có nhiều cách chữa lắm, nhưng mà có người thì gọi là nuốt mật cá chấm đồ này kia, nhưng mà nhiều lúc mấy cái mật nó gọi là gì ạ? Mật này nó đắng rất nguy hiểm. Chữa suyễn á. Nhưng mà giờ lớn thì tự động nó hết, em thì với giống như em thì lớn thì nó mất mất thì tại bây giờ là mấy năm nay thì nói chung là từ sau khi đi học đến giờ, đi học đi làm đến giờ thì có sức đề kháng xong là gì ạ? Cái suyễn nó mất mất nó tiêu. Nói chung thay đổi thời tiết thì cũng không bị lại ha. Giờ còn về sau này có bị hay không thì em không dám hứa nhé. Bị Về suyễn về cái suy tính đó thì em có cái chia sẻ này thầy. Thì có nhiều người rất là khó khỏi, nhưng mà hồi cách đây còn chục năm rồi đó, là em gặp cái em này là em mới bị suyễn hồi nhỏ, nhưng mà đến lúc khoảng ngoài gần 30 là bị suyễn lại. Đẹp, ngay cái lúc đó là cái thời điểm đó là bị công việc căng thẳng làm stress đó, thế là lại chữa hết mấy năm, đến ngoài ngoài 30 đến lúc với nó mới gặp biết thì biết chỉ cho thì sau này nó mới hết. Thì ở đây ý nói là lúc nhỏ đó thì bị, nhưng khi mà mình lớn lên sức đề kháng nó tăng lên thì nó hết. Nhưng mà khi gặp công việc hay gặp cái stress thì, hay lúc cái thời tiết thay đổi được một cái lúc đó là sẽ có thể bị lại, nên là mình cũng phải tăng sức đề kháng lên thì hoặc là giữ được sức Là sức khỏe đề đều đều kháng thì mình nó đúng sẽ không ạ, bị lại nữa. nói chung là mình phải tăng cường sức đề kháng mình lên đúng không ạ, đúng không cô biết? Dạ đúng rồi, phải giữ sức khỏe đều, mà nhất là cái tập thể dục với tập hít thở là rất là cần cho bệnh suyễn đấy. Rồi cảm ơn em nhé. Nên là nhiều nhiều người không biết, mà kiểu như làm biếng không tập là mệt lắm. Mà đây là những người này đã đang ở miền Trung mà đi ra ngoài ngoài Hà Nội, người đó sống trong là chắc là lại gặp thêm cả không khí ô nhiễm nó cộng vào á, Ok. cái không khí ô nhiễm như này nó mới bị như vậy đó. Thế nhưng mà bây giờ là ổn rồi. Nói chung là mình phải tăng cường cái sức đề kháng mình lên thì suyễn nó sẽ hết, đúng không ạ? Nói chung là cái sức đề kháng là được, đúng không? Ngoài ra thì theo những cái phương pháp dân gian, nhiều người nói là có nhiều người ta kêu là gọi là chữa mèo á,
Thì không biết ở ngoài mình có một số người, có người nào đã nghe kêu là những người nào bị xuyễn á là nuốt bằng cái chấm chưa, nghe chưa, nuốt bằng cái chấm chưa, có người nào nghe mà đến Dạ rồi thầy, thì có nghe nuốt bằng cái chấm là cho chữa hết xuyễn ha. Nhưng mà cái mặt cái chấm á thì nuốt nhiều quá thì sẽ có một cái ngộ độc xảy ra nha. Cho nên là ở đây thì khuyên mọi người đó là gì, luyện tập tăng cường sức đề kháng. Giống như cô biết là nói rồi, kiểu như cái sức đề kháng mọi người lên á thì nó sẽ được cái xuyển. Nhưng mà nếu như là sức đề kháng mọi người mà đi xuống á, nuốt thạch sùng thì em chưa bao giờ chơi nha, nuốt thạch sùng em không dám, nuốt thạch sùng xong nuốt được. Mọi người nhìn thấy là mọi người dám nuốt không, dám nuốt mới ghê. Nói chung là chữa mèo của dân gian mà bên gọi là bên dân gian mà chữa xuyển rất nhiều nha. Nhưng mà đối với em thì em không có làm cái đó. Cái đó thì gọi là gì ạ, chữa hết dân gian gọi là gì, may thầy phước chủ, may thì nó hết, không không may thì nó vẫn còn thôi, nhưng mà sao giờ đó. Ngay cả em đang còn lâu thì kêu là gì, nuốt một cái chấm, trời, nuốt lần đầu tiên, nuốt lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba kêu nuốt được thôi, còn nghỉ không nuốt nữa, đắng quá chịu nổi hả, đắng quá chịu nổi. Còn đối với cái bài thuốc mà mọi người có bị sỏi thận, mọi người chữa trong vòng tuần là hết không ạ? Có người nào có bài thuốc đâu ạ? Mình em ra đứng bài thuốc chữa sỏi thận à, mọi người có bài thuốc nào mà trong vòng còn khoảng tuần 10 ngày, Dạ tuần thường á 10 thì ngày người nhà em á là uống kim tiền thảo với lại sung, em rồi thấy nó hứa có thì uống hơi kim tiền nhẹ thảo nó nhẹ. nóng thấy bà luôn, nóng lắm. Và thời gian của chị ít nhất 3 tháng, Nhưng mà có nhưng sung thì mà cái nó mưa mới tiền nhanh nó hơn đi thầy, cái nếu mà mưa kim tiền tiền thảo thì nó lâu nhưng mà mà kim tiền thảo với sung thì nhanh hơn thầy. rồi một người dùng kim thảo rồi anh Huy dùng cái gì à? Không, ý hỏi là nó phải phụ thuộc vào cái kích thước của sỏi như thế nào thì mình mới dùng Rồi cái em này có thể hả? phân sỏi lớn sỏi nhỏ chơi tóc, sỏi lớn sỏi nhỏ anh chơi được hết, sỏi lớn sỏi nhỏ anh chơi được. Em thấy dùng cây từ bi á thầy, cây Cây chung với quy rồi, bia uống. rồi có người thì dùng hạt bồ ngót. Mọi người biết cây mật nhân không ạ? Em hỏi mọi người biết cây mật nhân không ạ? Biết thầy. Biết cái mật nhân đúng không ạ? Mọi người biết cái thuốc Robatinec không? Mọi người biết cái đó không ạ? Thuốc mà Robatinec á. Ghi ra tên thuốc luôn thầy. Thầy ghi ra tên thuốc luôn thầy. Thầy có những cái tụi em mới tụi em không biết thôi. Đây, cái thuốc này đây, Robatinec. Mọi người biết không ạ? Cái viên màu vàng 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 á. Mọi người kết hợp hai thằng này, mọi người uống với nhau đi trong vòng khoảng 10 ngày, mọi người thấy nó bào mòn sỏi cỡ nào nha. Hồi lâu nói thẳng luôn, em bị hồi lâu em bị hai viên, và cái này là một cái người mà được người đồng bào người ta cho em thôi, người ta chỉ cho em thôi, và em muốn trong vòng 10 ngày em còn phải đi vào gọi là gì, đi mổ. Lúc đó là đã có lịch, đã lên lịch mổ, trong vòng 10 ngày là đã lên lịch mổ cho em rồi nha. Thì cái mật nhân á thì mọi người có thể dùng theo hai cách. Một là mọi người sẽ uống hàng ngày, hai là mọi người sẽ ngâm rượu. Nhưng mà thường thường thì ngâm rượu cộng với thằng Robitinex này á, mọi người uống nhanh hơn nha. Sỏi mật em chịu, sỏi thận thì em chưa được, sỏi mật em chịu nha, sỏi mật thì em thua. Nhưng mà riêng thằng này mà chữa sỏi thận thì nó là nhất nhất thì được chưa? Mọi người dùng cây mật nhân và mọi người có thể gì ạ, xắt lát cây mật nhân ra, được chưa? Và cứ mọi người cứ ngâm vô cái ly nước, mọi người uống nước hàng ngày á, được chưa? Đúng rồi, cây mật nhân cộng với thuốc và Robitinex này nè. Và cây mật nhân ở đây á là cây mật nhân, nếu như mà người muốn nhanh á thì mọi người ngâm rượu, còn Robitinex mọi người không ngâm rượu được đâu, vì Robitinex này là của thuốc tây á, được chưa? Mọi người uống kết hợp đi nha, rồi mọi người sẽ Cái mật thấy. nhân đắng khó uống lắm thầy. Đúng rồi. Thầy thầy cho em hỏi thầy, cái Dạ. Robatinec này là khi nãy thầy nói cái bài thuốc này là người dân tộc chỉ thầy, người dân tộc mà người Đúng ta biết không? Cái Robatinec. ân là người dân tộc chỉ em nha. Giờ còn cái thuốc Cái quá thuốc không? Betinet này á là em biết là nó sửa sỏi thận rất là tốt, cho nên em kết hợp em uống thêm. À cái này là bài của thầy. Dạ. Thì em uống trong vòng khoảng hơn 10 ngày thì em đãi ra được một viên. Lúc đó em bị hai viên, một viên 6 ly, viên 10 ly. Thì em đãi được viên 6 ly ra, và trong vòng khoảng gần tuần nữa em đãi tiếp một viên nữa là viên 10 ly.
đau bài Thầy, mỏi. cái Voratinet này mình uống kiểu sao thầy? Một ngày 2 viên, sáng 1 viên, chiều 1 viên. Cái mộc nhân đó mình lấy lá, họ lá thầy ha. Cái mộc nhân á, cái mộc nhân anh được, anh đâu có dùng lá đâu anh, nó dùng cái rễ cái mộc nhân á, bắt đầu anh thái ra, được chưa? Anh thái lát ra. À, nếu anh mà không không uống rượu được thì anh sẽ uống cái đó hàng ngày, được chưa? Giống anh uống thay nước vậy đó. Rồi anh uống đến khi Rồi. nào nước nó lạc anh tiếp tục anh bỏ cái bã đi, anh bỏ anh lấy một lần khoảng 2 đến 3 lát, rồi sau đó anh đổ nước nóng vô anh cứ hãm anh uống uống đến khi nào mà lạc bỏ tiếp tục bỏ vô ngâm tiếp nha. Như cái thôi cái cần là mình bỏ thầy, em thấy nó cũng vẫn xài tốt quá thầy. À, đây ở đây em chỉ dùng cái rễ đó thôi, còn lá mà À, phải bỏ để thôi lá ha. không dùng không, tại vì cái đây là người đồng bào đưa em, cái người đó người gọi là do là đợt đó là ông bác của em á, là thân quen của người đồng bào, gọi là nói tiếng đồng bào rất ok, và vô đó thì coi người đó như là anh em vậy đó, thì kêu là coi như anh em trong nhà, cho nên mới gọi là nó mới đưa cái bài thuốc đó cho em, có nghĩa là dùng cái mật nhân này uống, vì lúc đó em đã có lịch chuẩn bị đi mổ rồi à, để đó em bị 2 viên, viên 6 ly, viên 10 ly. À, thì cứ ngồi thì nó có đau, và những người nào bị sỏi thận mọi người biết rồi, ngồi đau lắm. Thế vô em nhăn mặt nhăn mày thì nó hỏi ủa tại sao mà thằng này nó bị như vậy, thì ông bác em mới nói là nó bị sỏi và nó chuẩn bị mổ, thế là nó mới đưa cái bài thuốc cho, thì lúc đó là nó cũng không nói là cái cây gì đấy, em cũng chả biết là cái nói là cây gì, ông bác thì ông bác kêu không biết, nó đưa mày cứ uống đi, và lúc nó uống thì rất là đắng, sau đó, khi mà hỏi miếng hỏi miếng nó mới nói là ừ, cái này là cái mật nhân nha, cái rễ của cái mật nhân về thái ra xong rồi cứ em hãm giống như trang như trà đó em uống, mà em nói trước rất chỉ là đắng nha, nhưng mà gì sau đó rồi em kết hợp với cái thuốc mà Rovatinex á thì nó đánh bay sỏi rất là tốt đó. Và cái này thì em cũng áp dụng cho nhiều người rồi, kể cả cái sỏi thận, sỏi ở thận hoặc là sỏi đã đi xuống bàng quang rồi. Sỏi đi xuống bàng quang thì thường được gây gì ạ? Bí tiểu đúng không ạ? Tiểu rất là khó. Thì em dùng cho người ta, em cho người ta dùng thì em thấy trong một khoảng 7 ngày là người ta đã đi gọi là đi đi đám cách bình thường, ha? Là không bị đái dắt đái bú rồi cũng không bị bí đái hết, nhé. À, thầy thầy cho hỏi là khi thầy uống như vậy thì cái viên sỏi đó nó có mòn đi không, hay là nó chỉ mấy cái kia À, nó con chỉ đái ra tự được đẩy luôn, con đái ra được luôn, con ra đái ra được luôn. đáy ra, nhưng mà nó có nó nhỏ đi hơn không, Dạ nhỏ luôn, đi rất là nhiều, nhỏ luôn đi rất là nhiều cho nên mới đi qua được đường tiểu. tức là nó cũng Nó bào làm mòn tan một nhanh. phần, nó bào mòn đi rồi để nó đẩy ra đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Ở đây thì cái rễ ở đây mọi người có thể dùng tươi hoặc có thể dùng khô. À, cái thì quên uống thay trà. Ok. Thì ở đây có nhiều nhưng mà ở đây có gọi là nhiều cách mà để đẩy được cái sỏi, nhưng mà ở đây thì em kể cho cách đó là gọi là gần như gọi là gì? Nhanh nhất ha. Trong vòng khoảng Ê, ngày mà người ê, được cho đẩy. em hỏi câu này. Cái này mình uống bị nang thận mình uống được nè. Là sao ạ? Nang thận đó thầy. Nam thận đó, hả? Nang Nang u á. nang đó thầy. Ý anh tính hỏi Ồ. là u nang đó thầy. U nang thì em chịu ha. Ê đây em định Tại nói không? Viên sỏi nó khác, cái u nang là do cái tế em nói bào là của mình nó em chịu canxi sỏi thôi, nhưng mà. mà cũng từ u nang nha, em chịu sỏi được thôi chứ còn u nang em chịu. Hả? Dạ thầy ơi, cây này mình mua dễ không thầy? Cho cái này bây giờ là chị phải liên hệ với em, cái này em biết là hiện tại giờ là bán bao nhiêu rồi thì em không biết ha. Dạ À, rồi, cảm ơn thầy. Hồi trước đi đi ra Phú Quốc có thấy dân ở đó nó chặt cái cây mật nhân nó bán, mà cái cây đó to bằng cái bắp đùi mình nhá, em vác một cây mấy ký về nhà chặt sao bây giờ vẫn còn này, ai cần thì vẫn là cho anh. Nhưng mà nó là thân chứ không phải chả được, không không phải sao, rễ. nó uống nhưng Dạ mà phải gọi là gì, nó đắng hơn quinin nha, uống rất chi là dạ đắng. đúng rồi, về em chặt chặt thái lát mỏng ra, chặt hết mấy ngày xong nó bắt đầu sao vàng hạ thổ, xong nó bắt đầu phơi khô, cất đi thì nó thơm, nó giữ được lâu. Sao Cái vàng này hạ khá dễ trồng, nó mình hái cầm thì mình dâm nó cũng lên nữa nha anh em. cầm mật nhân à, khéo khéo mọi người này lầm với cây mật gấu thôi nha, mật nhân khác à. cầm mật nhân nó khác, cầm mật gấu khác, cầm mật nhân cái rễ nó ăn sâu lắm, nó ăn giống như rễ củ mài á, nên nhớ là gì, cái củ mài nó ăn bao nhiêu mét thì thằng này nó cũng ngang với thằng đó nha. Đi đạt mà hiện tại bây giờ trên Đắk Lắk không còn ở đâu hết rồi đó, có ở trên đó rất là nhiều, nhưng mà gì ạ,
sau đó người ta làm đường, người ta khai thác hết. Thầy ơi, em hỏi với mình ngâm với rượu này thì cái liều mình ngâm sao đó thầy À, cái ngâm rượu này á hả? ạ? Cái này tùy theo anh muốn ngâm nhiều hay ngâm ít thôi à. Nhưng mà anh ngâm khoảng cỡ tuần 10 ngày anh uống, có thể là anh uống được rồi nha. Không, Anh ý ngâm em hỏi là một 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 lít rượu thì mình sẽ ngâm với bao nhiêu cái một gram cái thuốc này để nó cai cái tác dụng. cái thuốc này, cái liều ở đây thì em cũng giờ anh xắt lát là anh ngâm thôi, chứ bây giờ anh hỏi em bao nhiêu thì em chịu ạ. À dạ dạ cảm ơn Anh ạ. cứ xắt lát là anh thấy nhiều rồi, được rồi, anh bỏ vô anh ngâm là được ha. Dạ em sợ Cái ngâm đậm này quá. thì anh Này ngâm cứ cái ngâm lít đây là được. hơi bị nhận nhận Này đặc cứ tính ngâm nha. mấy bà ơi, cái này thuốc gia tiền thì nó ở dạng tùy duyên, Đúng cho nên rồi, nó có liều lượng. là tùy duyên. Khoảng 3-4 lá là thắng lắm rồi, không không có ngủ đâu. Đúng rồi, khi mà mọi người uống nước á, gọi là ngâm uống nước mà dũng hãm theo trà á, thì khoảng tầm 3 đến 4 lát thôi, đừng nhiều quá, nhiều quá mọi người uống nổi đâu, vì nó rất chi là đắng. Thì à, 3 đến 4 lát thôi, cứ một lần mà một người hãm á, từ 3 đến 4 lát nha. Còn uống rượu á, thì đối với ngâm rượu á, thì mọi người một ngày, nói chung là uống theo cái gọi là gì, bữa ăn á, một người một ngày là một ly nhỏ thôi, cái ly mắt trâu của mình ấy à, ví dụ trong bữa Thầy, ăn ấy, làm đi à. thầy cho em hỏi là mình ngâm rượu gốc hay rượu thường vậy thầy? Anh ơi anh đừng có ngâm rượu gốc, rượu gốc ở đây nữa thì của anh độ cồn nó cao, nó đốt cháy sao anh. Dạ Anh pha ra giùm em cái, dạ dạ cảm ơn thầy. tốt nhất là nên ngâm rượu dân tộc ấy. Nghiệp dân tộc đúng, nhưng mà về rượu dân tộc bây giờ anh kiếm hơi bị khó à. Thì rượu nhất À, cũng là pha ra thì à, cái này là dân cây tộc là men lên men gạo á thầy, lên men sắn á, uống lạc lắm thầy, biết chừng nào say sao ra thuốc. trời ơi à, uống này uống chữa bệnh chứ thôi, uống cho để cho say đâu chị. Không nhưng mà ý là cái nồng độ của nó như vậy thì làm sao nó ra được thuốc thầy. Rồi nói chung là gì ạ, khi ngâm rượu ở đây mọi người nhớ nghe, từ cái nồng độ khoảng từ 30 đến 40 độ rồi được rồi nha, 30 đến 40 độ, đừng cao quá, Cái đừng cao quá thuốc này 50, đang đừng cao ngâm quá 20 50 độ, độ. nói chung đừng cao quá 50 là được ha. À, thầy Nhưng em nói mà với cái cây cây mạch nhân đó, là hôm trước mà em nói là em chặt như vậy đó, thì có người bạn đến xin về và ngâm rượu cho cái người bị nhức khớp uống, thì thấy thấy cái người đó cũng báo là hết, là bớt nhức hết về đau nói khớp. chung cái mật nhân này bây giờ nói chung là gọi là hồi lâu người ta kêu là chữa bách bệnh thôi, nhưng mà thực ra nó là về lợi tiểu và chữa tiểu đường, nó chữa với cái sỏi thận đó là nhá. Còn mà ngoài ra còn bị cái gì nữa thì em không, con không dám hứa hả. Thì nói chung là gọi là may thay phước chủ thôi, uống vô nó hết khớp thì cũng cảm ơn hả. Nhưng cái này thì nói chung là người ta chỉ kỹ cho nó là về bị sỏi thận uống cái đó, em chỉ biết là mình sỏi thận mình uống cái đó mình cho người khác, thế thế là hết. Hả? Thầy ơi, cái thuốc mà uống phải á là bông là uống nhiều như thế nào thầy, cái viên thuốc á? Cái viên thuốc đó một ngày 2 viên, sáng 1 viên chiều 1 viên gì ơi, Dạ cảm ơn thầy. đó là thuốc Vatinex chị kết hợp vô là ok ha. Ủa, gì chữa ngứa nữa hả? Có người chữa, ủa cái này chữa được tiểu đường á, gì ghê vậy, tiểu đường này ngứa sao nhiều vậy? Cái đó là kết hợp với phế với xạ đó thầy, xong rồi tắm cho người bị mề mề đay, nổi mề đay rồi thầy, là nó lặn xuống. Còn đối với cái nổi ở đây của em thì dùng 5 vị đó em tắm phá phục hết ngay. Đối với trẻ, người lớn tắm cũng được, người lớn thì có thể là cao hơn, nhưng mà gì em dùng này dùng cho trẻ em không à. Còn cái mật nhân thì em chỉ dùng cho đó thôi ha. Em chỉ dùng đó là gì, cái mật nhân em ngâm với rượu, em đây thì em ngâm cũng khá lâu rồi ha. Anh có thể ngâm nhiều cũng được, anh vừa để dùng dần, khi nào có người bị thì anh có thể dùng dần. Và cái này thì nó đánh bay sỏi rất là ok, nhưng mà gì à, nhớ uống này á, thì làm ơn đó là gì, ăn no rồi hãy uống nha. Nếu mà người hãm dây chà thì làm ơn ăn no rồi uống, chứ đừng có để bụng đói mà uống nó sẽ đau dạ dày ha. Cảnh báo trước Đúng rồi, nó còn cào dữ lắm. nó sẽ gây sót dạ dày của mình á, cho nên là mọi người ăn no đi rồi uống nha. Đó.
còn bài thuốc bài chữa mà đây này á thì chỉ cho mọi người đó về để làm bây giờ ở nhà mà chỉ cần có con trẻ mà chỉ còn 3 ngày thôi thì em xin hứa là nó sẽ nổi lên ngay, tại vì ở nhà em thì bé của em khoảng được 3 đến 4 tuổi thôi 3 tuổi gần 4 tuổi rồi, mà cứ mỗi lần mà sốt quá 3 ngày là ngày đến ngày thứ tư là thấy nó nổi ban đầy, mình ngứa ngáy nó khó chịu. Và em dùng cái vị thuốc em tắm thì em thấy là tắm buổi sáng buổi tối bé ngủ rất chi là ngon và không quấy không phá gì hết. Và cái nốt lặn cũng lặn rất chi là nhiều. Trong khoảng cỡ 2 ngày đến 3 ngày là lặn hết rồi. Lặn hết xong rồi đừng có tắm nữa, dừng lại, mọi người tắm nước thường thôi. Rồi tiếp tục chúng ta qua một vị nữa đó là thăng ma. Thì trong quá trình đại học các bài mà cái này á, thì ai có những cái bài thuốc gì hay á thì trao đổi với nhau. Ví dụ em ngay tại vì em không muốn là gì, em đang muốn là phát triển cái y học cổ truyền mình lên. Cho nên thì có những cái gì mà em biết thì em nói hết, em không gì em giấu cả. Và những cái kinh nghiệm mà em đi chữa thì cái gì thì em chia sẻ với mọi người, thì mọi người có gì thì cũng chia sẻ lại cho như vậy, tất cả mọi người đều biết và sẽ góp ý để nó làm gì ạ, cái đừng để mất cái những cái bài thuốc và gọi là gì ạ, cổ phương hoặc là bí truyền của mình ha. Tại vì ở đây là có một số á, thì gì ạ, cái bên y học cổ truyền mình có một số là về một số bài thuốc bí truyền á, thì ở đây đó thì truyền theo đời này theo đời khác, nhưng mà gì truyền thường thường là truyền cho những người nào mà thấy người ta có căn thì người ta muốn truyền, còn không thì thôi. Còn đối với em thì em truyền rộng rãi, em chỉ cho mọi người một cách gọi là rộng rãi hết, người nào không biết em chỉ hết. Rồi bây giờ chị đó thì cũng không thừa mà cũng không thiếu đó, vậy khi cần họ sẽ nhớ và sẽ dùng đến cái đó thế thôi. Và nói chung là gì, đừng để những cái bài thuốc đó mà nó mất đi, nó cũng nói chung là đừng để mất là được rồi ha. Và hãy phát triển cái mà nói chung là gì, đừng để mất cái bài thuốc của mình nha. Nhưng mà thầy ơi, nó lại có cái vấn đề thế này, ví dụ như cũng cái cây mật nhân đó thì cũng có người uống đó xin về uống khớp thì thấy bớt, thế nhưng mà cũng có người uống thì không bớt, thì nó là này tùy 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 vào cái từng người nữa thầy. Thì đúng rồi, thì nói là dùng thuốc ở đây là tùy theo từng người, mà người Dạ nào uống cái mà nó hết giống thì với việc ở gọi đây cây mật là nhân đó thầy, thấy như là bị huyết áp thấp thì không nên dùng á. Huyết áp thấp ở đây thì nếu anh dùng thì anh phải gì ạ, thứ nhất là trong người anh phải có kẹo. Anh ăn thì em mới nói là gì ạ, khi dùng cây mật nhân này làm ơn đó là gì, ăn đi đã rồi ăn uống nha. Thì vì trong quá trình mình ăn á thì gì ạ, đường gluco nó sẽ kéo đường 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 huyết mình lên nha, sau đó mình mới dùng. Em đã cảnh báo mọi người rồi mà, chứ không nó sẽ cào dạ dày bởi vì dễ gây ra cái mà cái tại vì khi mọi người bị cái này nó ra một cái nội tiểu nữa, nên là gì dễ bị rung chân tay, khi bị hại dễ bị hại kali huyết á nhá, cho nên là mọi người ăn đi rồi uống đấy. Nhưng cách chữa bệnh chỉ thì em chưa biết ha, người nào có bài thuốc thì mọi người chỉ ở đây. Em bị trĩ á thầy, em tự chữa ở nhà hết luôn á thầy, là nó dứt luôn. Em nói hồi đó em bị nặng lắm, em đi là nó máu nó ra nhiều lắm, mà em bị lâu một thời gian dài, em bị khoảng 6 7 năm rồi không hết. Em dùng cái cải bó xoay á thầy, cải bó xoay giống như cao bình na mình xào mình ăn á. Cái Rồi. chỉ này đặc biệt là mình không có để bị bón á, nên mình không có dùng kiêng, đặc biệt là mình kiêng mấy cái đồ mà cay nóng như là ớt, không có ăn cái đồ mà khô, để mình ngăn cái tác nhân mà để cái búi chỉ nó phì lên. Cái thứ nhất để cái búi chỉ nó phì lên, cái thứ hai là mình tránh cái tình trạng mà bị bón là cái phân của mình nó cứng quá là nó đi qua cái búi chỉ, nó sẽ rách cái búi chỉ đó và nó bị hoài luôn. Nên là thứ nhất là mình không có ăn cái đồ mà để bị bón, với cái mình cứ đi toilet đó, là mình cứ đi nhiều, là sáng mình đi một lần, chiều mình đi một lần, để mình ngăn cái phân của mình nó cứng, mình đi phân cái phân của mình là nó cho nó mềm ra, để nó đi qua cái búi chỉ, nó không có bị mà giống như là nó chạm mạnh một cái búi chỉ để nó chảy máu nhiều quá thầy. Rồi mình kết hợp nó là mình dùng rau bên Nam mình xào mình ăn, ví dụ như cứ một ngày mình ăn một dĩa vậy đó thầy,
cứ khoảng là một tháng là bắt đầu là nó cứ tiêu từ từ, nó tiêu từ từ, đến khi nào cái bướu chỉ nó tiêu mất hết luôn, không cần phải đi khổ cực. Tự em chỉ em chữa ở trên bản thân của em, hiệu quả trên bản thân của em luôn đó thầy. Dạ rồi, ok. Dạ. Cái này anh chỉ uống thôi chứ không ngâm, mà anh không ngâm đúng không ạ? Anh không ngâm bún chả không luôn. Không, cái abina là mình xào mình ăn thầy. Dạ rồi, ăn mình dùng đừng ăn luôn. Dạ, ok. Cái này mình cũng muốn làm một cái chia sẻ của kinh nghiệm ha, thì mọi người. Dạ, chính bản thân em nó hết luôn này, tại lúc trước. Dạ, em bị nặng lắm. Okay. Rồi nghe cài bỏ xôi với gì ạ? Không, chị cạo xào cải bỏ xôi không thôi, chị có thể mình xào hoặc là mình nấu canh mình ăn. Mùi cải bỏ xôi thôi hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà đặc biệt mình phải, thứ nhất cái này mình phải lưu ý nè, cho kỹ. Thứ nhất là mình phải đi toilet nè. Đi toilet là có thể là một ngày mình phải đi một lần để cái phân của mình ở trong người nó đừng có bị nén lại. Đừng có bị dồn cái phân trong người của mình nó cứng lại, khi mà mình đi á nó không có ra được, là nó càng nở cái hậu môn của mình càng nhiều á, là lúc đó là cái mức mà nó nổi lên nó càng nhiều, nên mình đi nhiều để cho cái phân của mình nó mềm, nó dễ ra thống ra ngoài á, để nó cái bú chỉ nó xẹp từ từ. Kinh nghiệm của em là anh xem hỏi anh ăn trong bao lâu thì có hiệu quả anh? Mình cứ ăn khoảng trên hơn một tháng rồi chị. Mình cứ xào mình ăn rau chung vịt á. Nhưng mà lưu ý là mình rửa sạch nha, cái rau này mình rửa sạch những cái bụi bẩn của nó rửa cho kỹ á. Rồi kiêng đồ nóng với mình kiêng để mình bị bón á, những cái thực phẩm mình bị bón á, mình ăn canh nhiều rồi thì nó sẽ nó hết khoảng sau một tháng là nó giảm, mà mình cứ duy trì cái đó là đến khi nào mà nó hết luôn. Em hết lúc này, hai luôn nè. Dạ, lúc nào không biết luôn nha. Rồi ok. Dạ dạ, em xin chia sẻ một cái bài về chỉ nữa thầy. Dạ dạ, thì có một cái anh đó là anh bị chỉ, nhưng mà anh có mùa hôi luôn á, là đi ngang là có người ta hôi đó. Thì cái đúng rồi, đúng rồi, chỉ là lúc nào người cũng hôi á. Cái chú đó chỉ á, nếu mà chỉ hôi á thì mình lá lốt đó, mình giả ra uống giống như cái ly trà nhỏ đó, buổi sáng uống nửa và buổi tối mình uống nửa ly. Còn nếu mà nó là hoặc mình hợp là mình dùng cái lá đó luôn á, mà cái bè nhám á thầy, khi mà vệ sinh lấy cái đó mình chùi luôn á thầy, thì cái đó uống tầm vài tuần là việc đó hết luôn á thầy. Cái chùi đó em có ý kiến này, cái chùi đó anh cẩn thận nha, chùi nó bị dễ bị nhiễm trùng đúng không anh? Tại vì khi mình đi cái búi chỉ nó rách ra, nó bị chảy máu á, nó rách ra, cái khi mà chùi cái phân của anh nó dễ bám vào cái vết mà rách của cái niêm mặt đó, cái chỗ chảy máu á, nó dễ bị nhiễm khuẩn nhiễm trùng cho đó, nó nguy hiểm lắm. Dạ. Đặc biệt khi mình bị chỉ, mình đi vệ sinh mình rửa nước á. Anh ơi, cho em hỏi là cái chỗ lá lót nó là xay uống hay là giả uống hay là sao? Giả gì cũng được á. Tức là mình lấy nước bằng ly. Đúng rồi, đúng rồi. Uống nhỏ. Dạ. Mình uống không bao lâu nhỉ? Thì cái đó là thường cái vị đó uống mấy tuần hoặc cỡ 3 tuần đó, nhưng mà tùy cơ địa mỗi người nữa anh. Vị đó thì uống tầm cỡ 3 tuần. Thầy ơi, giải tiếp đi thầy ơi. Rồi ok, đây tiếp tục ạ. Thì nói chung là nhiều mọi người, nói chung là có những bài thuốc gì hay thì mọi người chia sẻ với nhau ha. Mà cũng qua đây thì em cũng được nhiều cái nha. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi mình tiếp tục đi theo một vị nữa đó, vị thang ma. Cái thang ma này thì mọi người nhìn nó y chang như là cái mà cái mọi người nhận biết đó, nó y chang cái miếng khoai lang á, mà mọi người phơi khô á. Thì cái thang ma này là họ mao lương, và bộ phận dùng của cái thang ma này là rễ. Và cái thang ma này mọi người biết là gì ạ? Nó sẽ đi lên đúng không? Thang này đi lên đúng không? Để trời đúng chưa? Đã sẽ đi lên ha. Rồi, và cái thành phần hóa học ở trong này á, thì nó có một cái chất đắng và nó có một cái alkaloid, và cái thang ma này dùng để chữa gì? Cảm nhiệt, làm cho ra mồ hôi, rồi ngoài ra còn giải độc, chữa mụn nhọt, làm cho sởi nó mọc lên, chữa sa dán, rồi chữa cái trứng và nóng rát và bé dạ dày, ngày dùng khoảng từ 4 đến 5 gram. Ở đây thì nói đến cái liều dùng á, thì nó dùng là những cái mà đặc biệt liên quan đến tính mạng con người ấy, thì mọi người nhớ dùng cái liều dùng. Còn thường thường bình thường á, khoảng từ 6 đến 12 gram mọi người cứ nói thoải mái nhé, bao nhiêu cũng được nhé. Tiếp theo là vị sai hồ. Sai hồ là mọi người biết rồi, rất chi là nóng. Và bộ phận dùng của sai hồ ở đây đó là dùng rễ và lá.
Và khi mà phân biệt giữa cái sai hồ á thì mọi người nhớ nó là gì, nó theo những cái đốt nha, một phần dùng của nó là rễ và lá, thì bị rễ thường thường đến những cái đốt nha, có những cái đốt đi lên, mọi người đừng bị nhầm nha. Sai hồ tiền hồ có chừng bị nhầm nha, sai hồ thì nó có những cái đốt rễ nha, để mọi người biết, và nó có mùi tinh dầu rất là thơm ha. Và sai hồ ở đây thành phần của nó có tinh dầu, có rutin, và ngoài ra còn có cái gì, saponin. Đây mọi người nhìn cái rễ của sai hồ nè, nó có những cái đốt nè ha, trên thân nó có những cái đốt nè. Đấy, cái đốt dùng lá nó mọc nó trong nó rụng đi á, thấy chưa? Và cây sa phô này dùng trong trường hợp đó dùng mọi người chữa cảm nhiệt nè, sốt cao, chữa hoa mắt, chóng mặt, kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh, rồi chữa bụng đầy trướng, nôn lợm, ngoài ra còn chữa là sốt rét, và liều dùng ở đây khoảng từ 8 đến 16 gram. Ha. Tiếp theo một vị nữa đó là cúc hoa, và cúc hoa này nó dùng trong trường hợp nó gì, nó chữa hoa mắt rất là tốt ha, trong trường hợp mà hoa mắt chóng mặt á thì nó mọi người hãm với trà uống nó ok. Dạ. Cái vị cúc hoa nè mọi người hãm với trà uống á, có cái nào hãm trà cúc hoa uống bây giờ chưa, cái nào hãm uống chưa hả? Có thầy uống nó thơm thơm ha. Dạ đúng rồi, mà nó chữa chầm. Dạ, và nói chung ở đây là một phần dụng đó là hoa, và hiện tại bây giờ mọi người đang mua cúc hoa ở đây thì nó có hai dạng, một đó là nó cái nụ, khi cái nụ của nó thì là mọi người có thể mua rời ha. Và thứ hai nữa là gì, nó đã đóng thành bánh, đó là những đốt những cái hoa nó đã nở rồi á thì người ta ép thành bánh luôn. Ừ, rồi mọi người có thể về lấy ra xé ra rồi mọi người hãm như chảo uống nha. Nha, và ở đây thì thành phần hóa học của cúc hoa ở đây thì ta sẽ có đó là gì ạ, adenine, choline và các cái sắc tố, do nó có cái màu vàng á mới gọi là các cái sắc tố nha. Và cúc hoa này dùng trong trường hợp đó là không, cái cúc hoa này cái cúc của mình bình thường thôi anh ơi ha. Nếu mà sợ thuốc trừ sâu thì mọi người có thể về gì ạ, trồng qua nước ha. Nha, nhưng mà cúc hoa ở đây thì người ta đã song sinh lưu huỳnh rồi nha, người ta đã xong sinh lưu huỳnh rồi thì anh cũng thì về cũng không cần phải trồng qua nước đâu, mọi người có thể phơi ngoài nắng một tí rồi mang vô mọi người dùng nhá. Đúng rồi, nó cũng giống như cái cúc của mình đó, nhưng mà nó nhỏ hơn rất là nhiều nhá. Cái cúc của mình thôi không khác gì đâu, cái cúc hoa này giống cái cúc của mình á, cái cúc mà ngày rằm á, nhưng mà cái gì anh đi tay người ta dùng cái cúc và cúc nhỏ và cúc lớn đó, cái cúc ngày rằm của mình là cúc lớn quá rồi nhá. Nhá. Chào hoa cúc, cái này chị phải dùng thêm nhiều nha, không phải là dùng một vị đâu ha. Chào hoa cúc này có thể về cúc nè, cộng hoa hòe, cộng đại quốc minh, cộng cam thảo nha, để về làm mình được cái mạnh của mình mà chữa được cái chứng hoa mắt chóng mặt á nha. Và cái này dùng trong trường hợp đó là gì, chữa cảm sốt nè, đau đầu nè, đau mắt đỏ, và cái này là chủ yếu của nó nha. Đó là chữa cảm sốt, đau đầu và đau mắt đỏ là chủ yếu, ngoài ra còn chữa là hạ huyết áp, rồi mụn nhọt, đinh độc, rồi chữa cái chứng mà da tê đau, mất cảm giác. Nhưng mà ở đây thì thấy cúc hoa ở đây thấy thật thì em thì thấy nó chữa được nó là gì ạ, cái chứng cảm sốt này, đau đầu và đau mắt đỏ thì nó có hiệu quả nhiều hơn là đối với hạ huyết áp, rồi chữa mụn nhọt, đinh độc rồi này kia ha. Và cái liều dùng ở đây thì dùng khoảng từ 4 đến 24 gram dạng thuốc sắc, hoặc là mọi người có thể hãm để uống nhá. Và hãm ở đây thì mọi người có thể cộng thêm với ví dụ như thảo quốc minh, cộng với hoa hòe, có thể cộng với cam thảo ha, để mọi người uống. Dạ. Đây, đây là cái hoa cúc hả, giống như cái gọi là cúc mà bán ngày Tết á, mọi người thấy giống không ạ? Dạ. Thì cái cúc ở đây nó cúc nhỏ nhưng mà cúc lớn nha, cúc nó nhỏ lắm chứ không có to đâu, mọi người dùng cái cúc mà cúc này rằm đâu phải đâu nha. Dạ. Dạ. À, gọi là cúc mâm xôi rồi, ok. Em không biết cái cúc này gọi là cúc gì em không biết ha. Nói chung là đối về hoa thì em chỉ biết một số thôi, còn mà gọi là ngoài ra cái cúc gì thì em chịu. Này chỉ biết là hoa nó nhỏ thôi chứ không dùng lớn được nha. Ta gọi là cúc kim á thầy. À cúc kim, rồi. Còn đây là cúc này nó nở rồi này, cũng như cúc này rồng của mình nè. À. Ừ. Cái này thì người ta sẽ đóng thành bánh, hiện tại bây giờ mà mọi người mà ra ngoài mọi người mua á thì nó là một đó là mọi người có thể mua rời là đối với cái nụ, còn với cái đóng thành bánh là những cái hoa là nở rồi, nhưng mà gì nó không phải to như thế này đâu nha. Vì em đây cái này là gọi là họ cúc, nó thuộc họ cúc thôi ha. Và mọi người cũng yên tâm đó là gì ạ, sợ thuốc sâu thì không phải thuốc sâu đâu,
Tại vì cái hoa cúc này khi mọi người làm á là gì ạ? Phải xông sinh lưu huỳnh đi đã, ép nó rồi xông sinh lưu huỳnh đến khi nó ra cái nước đen á là được nha. Cái cách chế biến của cúc hoa này, quay có lại xông sinh lưu huỳnh lên, bắt đầu ép, ép đến khi nào mà thấy nước đen nó chảy ra là ok. Nó giống y chang thằng gọi là thằng nuôi tóc. Nuôi tóc mọi người cũng là như vậy đó, gì ạ? Cứ bó thành từng bó, bắt đầu xông sinh lưu huỳnh, bắt đầu mọi người lăn và mọi người ép. Lăn ép ở đây để làm gì? Cho ra cái nước đen đi ha? Cho ra cái nước đen. Và mọi người thấy cái lưu tắc là mọi người thấy nó hơi hồng 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 bên trong đúng không ạ? Có hồng không ạ? Cái để mọi người để là cái lưu tắc á, hồng hồng, hơi hồng hồng hoặc là vàng vàng tí bên trong á, mọi người thấy không ạ? Mọi người để không ạ? Có ai ra mua nguyên bó lưu tắc bây giờ chưa? Lưu tắc á, mọi người mua chưa? Đừng nói dùng cỏ xước không nha. Đúng rồi thầy, nó hơi hồng hồng trong đó. Thì chính vì nhờ cái sông sinh lưu huỳnh đó thì nó mới có hồng được bên trong ha. Và cái đó là lăn rồi, đã lăn đã ép hết rồi ha. Cho nên mọi người về dùng, nếu như mà sợ còn cái mà lưu huỳnh á thì mọi người cứ để ra ngoài ngoài nắng khoảng cỡ 1 đến 2 phút để gì, cho lưu huỳnh nó thăng hoa bớt đi. Lưu huỳnh nó thăng hoa nó từ đâu vậy? Tại vì cái lưu huỳnh nó cũng đặc tính cái gì thăng hoa ha. Cho nên mọi người chỉ cần để ngoài gọi là ánh sáng mặt trời thôi là tự động nó bay hết nha. Rồi sau đó mọi người dùng. Và ngay cả thằng đạn sâm, mọi người biết đạn sâm không ạ? Biết cái đạn sâm không? Biết không ạ? Đạn sâm hay gọi là đạn sâm á, biết không ạ? Thì biết cái rễ của nó khi họ chế biến được thế này. Hả? Thì biết cái rễ khi họ đã bán rồi chứ không biết cây nó như thế nào. À, cái này là dùng cái đạn sâm này á, thì mọi người thường thường khi mọi người mà cầm lên mọi người hửi á thì rất là chi là hôi, tại vì nó xông sinh lưu huỳnh ha. Bảo quản nó phải xông sinh lưu huỳnh, không xông sinh lưu huỳnh là nó sẽ mốc nha. Và mọi người muốn ăn á thì mọi người cứ để ra nắng khoảng cỡ 2 đến 3 phút thôi, rồi sau đó mọi người ăn bình thường. Và cái này dùng trong trường hợp nó là gì, ví dụ những người nào mà bị hạ đường huyết hay tụt đường huyết á thì mọi người ăn vô nó sẽ kéo đường huyết của mọi người lên, tại vì nó không có vị ngọt đường gluco ở trong đó ha. Ăn rất là ngon nha. Rồi tiếp theo đó là cắt ăn. Thì cái này thì mọi người biết rồi đúng không ạ? Cắt ăn đó là sắn dây. Và sắn dây này thì dùng rất là nhiều. Có người thì dùng cả một là gì? Để nguyên, sắt ra xong để nguyên. Thứ hai đó là gì ạ? Làm bột sắn dây, đúng không ạ? Và bột sắn dây này dùng trong trường hợp đó là gì? Giả rượu rất là tốt. Có ai mà dùng cái này để giả rượu bao giờ chưa? Có ai uống này, uống giả rượu bao giờ chưa? Dạ rồi ạ. Đúng không ạ? Tại vì ở đây mình thấy có nhiều người thì giả rượu rất là vui. Đó là gì? Có nhiều người kêu là gì? Một là gì? Uống nước đường với chanh. Mà xin hứa rằng gì? Mọi người đang về khi mà cái gọi là cơ chế khi bị say rượu á, thì gì? Lý do vì sao bị say rượu? Lý do vì sao bị say ạ? Lý do vì sao? Thầy thì em mới nói thẳng đó là gì ạ? Một người mà uống rượu á thì nó sẽ xảy ra theo bốn cơ chế. Một đó là gì? Sau khi uống vào thì giờ hấp thu xong nó sẽ lên men, và quá trình lên men xong dẫn đến nó là gì ạ? Là say, đúng không ạ? Xin lỗi mọi người tí. Khi mà một người uống rượu vô á thì nó sẽ xảy ra bốn cơ chế, đó là gì? Uống vào, sau đó hấp thu, sau khi hấp thu nó sẽ lên men. Và quá trình lên men nó dẫn đến gì? Và quá trình cuối cùng đó là gì? Say. Được không? Nhưng mà vì những người ở đây là nói là phụ nữ á thì họ thường thường gì? Những người nào mà uống được á thì họ đốt, gọi là phụ nữ gọi là đốt cháy giai đoạn. Đốt cháy giai đoạn sau khi uống vô hấp thu xong, không bỏ luôn quá trình lên men mà dẫn đến say thôi. Được không? Thì đối với phụ nữ thì họ đốt quá trình mà đốt cháy giai đoạn đó là cái giai đoạn thứ ba, là giai đoạn lên men và dẫn đến say. Còn đối với nam giới là khi uống vào khi nào cũng xảy ra đốt bốn giai đoạn như vậy nha. Xảy ra đốt bốn giai đoạn như vậy dạ. Đó là uống vào, sau đó hấp thu xong đó là gì? Lên men dẫn đến say dạ. Nhưng còn đối với phụ nữ khi là họ đã uống được rồi thì đốt cháy giai đoạn từ giai đoạn mà lên men mà dẫn đến say rất chi là lâu, cho nên họ thèm uống rất là ok ha. Như bà về và khi mà say đó thì hiện tại bây giờ thì có một số người còn chữa là gì? Một là nặng chanh vô miệng, hai là gì
nặn chanh vô, bỏ vô nhân cái gì ha, lòng bằng tay bằng chân rồi chà trong đó hết, được chưa? Nhưng mà chà đó có tác dụng gì đâu, có tác dụng gì không ạ? Cảm thấy chả có tác dụng gì hết. Mà một cái sai lầm ở đây là gì ạ? Đang quá trình lên men. Và gì? Khi thường thường là gì? Khi say người ta không bao giờ người ta cung cấp thêm gluco trong người cả, người ta không bao giờ uống đường cả. Tại vì đường vô thì nó sẽ lên quá trình gì ạ? Nó xảy ra quá trình gì ạ? Khi uống vào người nó xảy ra quá trình gì? Xảy ra quá trình gì ạ? Nó lại lên men tiếp. Đúng rồi, lại dẫn đến hiện tượng là lên men. Mà càng lên men thì càng say. Cho nên là gì? Ở đây thường là gì? Người ta hay pha ở đây là gì? Và quá trình khi mình say á, thường thường mình hay bị mất nước, tại vì là lỗ nhân lông mình nó nở ra mà hay bị mất nước nên bù nước vô. Và ở đây thì các căn thì nó là gì ạ? Sinh tân dịch, đúng nha. Đó, bây giờ bỏ xí đường thôi, đường nhiều quá ha, có thể nhiều không cần đường cũng được, bỏ vô uống để sinh tân dịch bù lại cái lượng nước mình mất. Đó, và gì nó không, nó gọi là xảy ra hiện tượng là đau đầu. Và mọi người nên nhớ là khi mọi người uống rượu mà mọi người bị đau đầu, nó là cái hàm lượng, đây là hàm lượng gì lên cao ạ? Cái gì lên cao mới xảy ra hiện tượng đau đầu ạ? Cái lượng gì lên cao quá mới xảy ra đau đầu. Lúc đó mọi người gần như là giống như bị ngộ độc cái gì biết không ạ? Ngộ độc gì ạ? Methanol. Đúng rồi, ngộ độc methanol. Chính xác là ngộ độc methanol ha. Nhưng mà ngộ độc methanol ở đây mọi người có thể gì? Lấy độc chỉ độc. Đó là gì ạ? Mọi người lấy gì mọi người giải cái methanol này ra? Cách đi rượu trắng thôi thầy. Không cần đi đường trắng anh ơi, anh đang bị ngộ độc methanol, anh có bút thì methanol vô chi nữa. Đi bia. Bia nè. Đúng rồi, chuẩn luôn, bia. Bước đâu rồi. Nhưng mà ghê kìa, nhiều người sẽ nói, ủa sao nghịch lý đúng không ạ? Bia với rượu nó cũng giống nhau đúng không ạ? Nhưng không, rượu của mình là nấu từ gạo. Và về cái hàm lượng đó mình chưa khử được cái aldehyde và chưa khử được cái hàm lượng methanol ở trong đó. Còn bia ở đây là gì? Nó lên men tự nhiên. Mà mình dùng cái gì ạ? Ethanol vô để gì? Kéo bớt cái hàm lượng của thằng methanol đi ra ngoài. Đó, cho nên có thể dùng bia để cái gì để nhưng mà giải rượu. Biết một cái nghịch lý đó nhưng mà gì? Từ hiện tại bây giờ người ta vẫn dùng theo cái kiểu đó. Đó gì? Khi mà bị ngộ độc methanol thì người ta dùng gì? Bia người ta giải rượu, người ta để người ta giải bớt cái hàm lượng của thằng methanol ở trong đó ha. Đó. Trời ơi, say ở đây thì đầu tiên anh sẽ bị kích thích đúng không ạ? Say thì ai cũng biết đúng không? Đầu tiên là kích thích, sau đến dẫn đến là gì? Bị kích thích thì mình thường hay làm gì để cho nó hết, cho nó nhanh tỉnh. Nói nhiều đúng không ạ? Nói nhiều xong là gì? Xong qua giai đoạn nói nhiều là sẽ đến giai đoạn gì ạ? Ói. Không phải ói anh ơi. Sau khi anh nói nhiều xong là gì? Đến giai đoạn buồn ngủ. Anh chỉ đến giờ đi ngủ thôi. Ở đây nếu như mọi người cũng biết mình say hay không á, mọi người biết cái thuốc mà gì kiến thì dán mà cái thuốc xịt đó, anh biết là mọi người biết cái thuốc xịt rồi đúng không? Cái thuốc xịt mà diệt dán thì kiến đó mọi người thấy không? Sao biết mà? Biết rồi, dạy cho em họ nó rồi. Và mọi người cho em họ đó là gì ạ? Khi mọi người xịt bốn dán, lần đầu tiên là mọi người sẽ thấy con dán nó sẽ như thế nào ạ? Xịt con dán, con dán không phải chết ngay đâu. Mà lúc đó gì cái hiện tượng đầu tiên lúc đó là mình nó bị cái gì à? đang bị gì? Kích thích thần kinh trung ương của anh, kích thích nó đang bị kích động và kích thích thần kinh trung ương của nó cho nên nó sẽ chạy. Nhưng mà gì nó chạy một tí thôi, chạy một hồi cái là gì à? Nó sẽ nằm ngửa ra đúng không ạ? Và sau giai đoạn nằm ngửa đó nó sẽ chết đúng không? Thì đối với mình khi mà mình ngộ độc methanol vậy y chang luôn. Đó gì đầu tiên đó là anh sẽ bị kích thích thần kinh trung ương trước. Một, nói nhiều, và thứ hai nữa là anh không thể nào mà anh là anh làm chuẩn được cái người của anh cả. Yeah. Mọi người không thể nào làm chủ được nữa mọi người. Đúng không? Rồi sau đó là gì? Bắt đầu cứ thế mà ngồi nói nhảm rồi xong đảng hồi về. Hết cái chuyện mà nói nhảm xong là gì? Bắt đầu đến giai đoạn buồn ngủ. Đó là hết giai đoạn kích thích rồi. Bắt đầu đến giai đoạn buồn ngủ mới là gì? Mình biết là mình đi ngủ rồi này kia. Đúng không? Còn ngoài ra là gì? Sau khi lên xong là gì? Ngày hôm sau mình kêu về có một số người sẽ nhớ, một số người thì không nhớ một cái chuyện gì xảy ra ngày hôm trước cả. Đúng không? Đó. Rồi tiếp tục ha, mình nói đến cái vị các căn ở đây thì đây là một trong những cái vị thuốc mà giải rượu cũng rất là ok. Thì thành phần ở trong cái mà các căn ở đây đó là tinh bột, flavol và saponin. Nhưng mà nó dùng nhập trường hợp đó là chữ cảm nóng nè, có sốt nè, đau đầu, khát nước và đại tiểu bí. Ngoài ra còn gì sửa cho làm cho sởi mọc hoàn toàn. Thứ hai nữa là chữ kiết lỵ. Thứ ba tiếp theo đó là chữ tiểu đường, hạ huyết áp. Rồi niêm mạc
môi lở loét, sinh mụn nhọt, chữa bí tiểu tiền, tiểu gắt, tiểu buốt, tiểu đục. Và cái liều lượng ở đây thì mọi người thì dùng từ 4 đến 24 gram. Xin mời mọi người tí. Thì đại tràng kích thích co thắt nhiều, dùng các căn có được. Cái này thì các căn này dùng trong trường hợp nói gì, nó chỉ chữa cái gì, cảm sốt, cảm nóng này, có sốt đau đầu, khát nước mà bị tiêu tiền. Cho nên dùng trong trường hợp mà mọi người bị say á, thường thường thì người ta hay hay pha một ly đó là gì, sáng dây, bột sáng dây cho mọi người đúng không ạ? Nha. Và cái này nhớ đừng pha bằng nước nước nóng nha. Mọi người pha bằng nước nóng thì giống như là gì, phụ tinh bột rồi. Mọi người pha bằng nước ấm ấm thôi. Nha. Nha. Và nước ấm ấm thôi nha, đừng pha bằng nước nóng nha. Mọi người pha nước nóng rồi mọi người bỏ thêm tí, có người thích đường á thì thích ngọt thì bỏ thêm tí đường, người nào thích mặn thì bỏ thêm tí gì à, nước mắm hoặc là muối ha, mọi người ăn vô tư nha. Đó là khi mọi người dùng nước, người gọi là dùng nước nóng. Còn bình thường ở đây thì người ta dùng nước ở đây đó là cái nước ấm thôi ha, để người ta pha nha. Dạ. Và dùng trong trường hợp đó là gì, khi say thì thường là gì à, mất nước. Và cái này thì nó là gì à, chữa khát nước, cho nên là nó thể gì à, tránh được cái hiện tượng đau đầu cho mọi người nha. Rồi ghê, vừa uống rượu vừa uống sáng chay vẫn được, không sao cả, bù lại nước thôi, không gì hết nha. Nhưng mà uống nhanh no thôi, cái gì cả, vì nước vô nhiều quá nhanh no thôi, cái gì hết á. Ở đây thường thường em thấy á, là và muốn lâu say không á, thì lâu say gọi là ở đây, nếu như gọi là trong trường hợp mà mọi người đi tiếp khách mà gọi là bất khả kháng á, thì cái dùng cái lâu say này có nhiều cách để mọi người dùng. Đầu tiên là gì ạ, dùng những ăn những cái chất chát trước, ví dụ ăn thể ăn sung hoặc ăn vải trước, rồi sau đó mọi người uống thì lúc đó làm săn xe lại ha, làm săn xe cái niêm mạc mình lại ha, thì mình uống có thể là lâu hơn một tí. Còn có người á thì trước khi mà đi đi nhậu á, thì người ta hay uống một viên sugarong. Sugarong ở đây đó nó dùng là trong trường hợp đó là gì ạ, tránh gọi là trong trường hợp mà say sóng tàu xe, thường thường người ta uống cái đó xong người ta mới nói là gì ạ, 3 phút sau là người ta ngồi tiếp khách người ta ngồi uống. Thì uống ở đây thì nó sẽ lâu say hơn, nhưng mà khi mà hết thuốc rồi nó sẽ ngấm, và khi đó thì hiện tượng say lại là có nha. Nói chung là những cái chiêu mà gọi là đi khi mà đi tiếp khách đó mà không say thì cũng có nhiều lắm, nhưng mà không có ha. Đầu tiên là mọi người ăn những cái chất chát, thứ hai là mọi người ăn gì ạ, có thể là ăn bánh mì. Mọi người biết bánh mì không ạ? Biết đúng không? Nhưng ăn ở đây ăn cái ruột thôi, không ăn gì hết, ăn ruột thôi. Có ai đã chơi chiêu đó chưa ạ? Chào hỏi ai đi tiếp khách mà ăn bánh mì bây giờ chưa ạ? Có ai dùng cái đó chưa? Ca dùng chưa ạ? Dạ rồi ạ. Bánh mì với lại phô mai. Dạ, anh dùng phô mai cũng được. Ok, anh dùng phô mai của một người cũng được. Những cái chất đó thì bây giờ nó tráng cái men dạ dày của anh nha. Yeah. Và nó sẽ nó không hấp thu cái nó khi mà mình uống vô nó không hấp thu. Cho nên là lâu say hơn tí, nhưng mà khi mà nó say rồi thì nó ngồi để dọc mặt ngửa. Ở đây thì hồi lâu á thì nha, anh dùng đến sân ngục lên thì ạ, ai chơi lại anh dùng đến sân ngục lên uống khi nào cũng say.
khi mọi người uống khi uống rượu xong rồi về ngày hôm sau được để đừng để bị đau đầu á, thì thứ nhất đó là về mọi người có thể dùng một cái rượu mọi người biết cây huyết vụ không ạ? Biết cây huyết vụ không? Dạ có ạ. Rồi mọi người uống vô ngày hôm sau nữa thì cảm giác đau đầu không có ha. Dạ yeah. Một là cây huyết vụ, hai là gì? Mật nhân nha. Yeah. Đúng rồi, ăn viên phô mai được. Còn đối với cái mà còn ăn bánh mì trong quá trình mọi người thứ phát ăn bánh mì vẫn được. Mọi người ăn cái ruột, tại vì gì? Bánh mì khi vô nó sẽ làm gì ạ? Nó có hút nước mà. Có hút nước không? Ờ. Cái hút nước đúng không ạ? Thì gì ạ? Khi mọi người uống vô nó sẽ hấp thu hết những cái lượng bia mọi người uống vào. Thấy chưa? Nhưng mà sau khi hấp thu xong chắc chắn thì có quá trình đó gì? Nó uống khi mà no nước rồi ấy, thì nó sẽ nở ra đúng không? Thì nở ra ở đây là làm cho mọi người cũng mệt hơn nữa nha. Dạ yeah. Lợi mọi bê ơi. Ở đây mà đi dùng đến khi uống rượu xong rồi uống cả xong nữa thôi thua. Thầy cho hỏi có nhiều người người ta nói á, là đi trước khi đi nhậu á, họ ngậm cái từng tê giác ở dưới lưỡi á, nó cũng không có làm cho người ta say đúng không ạ? Dạ thì cái này thì em chưa chơi tại giác thì em chưa chơi, tại vì nó đặc quá không mua được, cho nên em chưa giờ dùng nghệ cho nên không biết à. Bảo về độc độc quan giả thầy ơi, không xài sừng tê giác nha thầy. Dạ rồi ok, vì sừng tê giác giờ đắt quá mua cũng được. Yeah. Ủa sừng tê giác là bao nhiêu một cái mà đắt hả? Người ta bán đâu là em thấy mấy chục triệu không ạ? À? 5 đến 10 triệu cũng có nữa, nhưng mà sừng tê giác bây giờ đấy thì em không biết là giả là thật. Tỷ với thầy á, tỷ không mà thì là sừng, nó sừng tây ngư có phải sừng giáp à? Vậy làm sao biết là sừng tây giáp thật hay sừng tây giáp giả? Ai có thể phân biệt được cho em không ạ? À? Mọi người có thể phân biệt đúng không ạ? Cái đó thì thầy nói bữa trước rồi, cái đó là kinh nghiệm của em thôi, còn kinh nghiệm của mọi người là gì vậy? Kinh nghiệm của mọi người là sao phân biệt được sừng tây giáp giả thật hay là giả? Khi mọi người mua đó mọi người cẩn thận, tại vì sừng tây giáp bây giờ được gọi là sừng tây giáp thật hiếm lắm. Yeah. Hầu như giả là nhiều. Ở đây là cây mà cắt căn ha, à, hay gọi là cây sứt dây của mình á. Yeah. Đây là cái củ nè, hãy to, sắc ra. Và mọi người nhớ phân biệt chúng nó gì? Cắt căn, giữa cắt căn với lại hoài sơn với lại bạch chỉ ha, nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Bạch chỉ thì mọi người sẽ thấy đó thì có một cái đường chỉ màu vàng ở cái lát mà khi mọi người cắt ra thì chi gan nó có một cái đường chỉ màu vàng. Còn cắt căn á thì gì ạ? Với lại hoài sơn thì làm sao để phân biệt được? Thì mọi người có thể bẻ ra nha, mọi người bẻ ra và thấy thằng nào mà nhiều sơ á thằng đó là cắt căn, còn thằng nào mà không có sơ mà nó giòn á thằng đó là hoài sơn nha. Đó là cách phân biệt nha. Giữa ba vị đó là bạch chỉ, hoài sơn với lại cắt căn. Ngoài ra còn một vị nữa cũng màu y chang như vậy, đó là thiên hoa phấn. Thiên hoa phấn cũng trắng y chang, nhưng mà thiên hoa phấn em xíu em rút cái phone ra nó mất tiếng rồi. Đó nè. Dạ. Thì cái phân biệt là giữa phân biệt giữa cái hoài sơn cắt căn với bạch chỉ á thì mọi người phân biệt như vậy ha. Bạch chỉ thì có nguyên một đường chỉ màu vàng, cắt căn thì nó nhiều sơ, còn hoài sơn thì nó không sơ mà nó giòn. Còn đối với thiên hoa phấn thì nó dai hơn một tí nha. Đó. Thì đối với cái bài thuốc mà tân lương và biểu và tân và biểu thì đến đây là hết ha. À, cái gì thì mình sẽ gửi lại cái slide cho mọi người và tiếp tục mình đi qua một phần nữa, đó là một cái bài thuốc nữa, đó là bên cái thuốc mà thanh nhiệt giải độc nha. Và thanh nhiệt ở đây thì nó sẽ chia ra làm các cái thuốc như là thanh nhiệt táo thấp, thanh nhiệt giải thử ha. Nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái chương tiếp theo, đó là một bài thuốc nữa, đó là bên cái thuốc mà thuốc thanh nhiệt ha. Thì thuốc thanh nhiệt ở đây người ta định nghĩa nó là gì? Thuốc thanh nhiệt đây là những thuốc có tính chất là gì ạ? Hàn lương, dùng để làm gì? Đây là chữa các cái bệnh gây cái chứng nhiệt ở trong người hay là hay gọi là nóng ở trong người nhá. Dạ thầy dạ. Ơi thầy không hỏi cái tiền như điện thoại em nó bị văng ra thầy. Thầy cho em hỏi cái chỗ sắn dây với thầy. Dạ. Em thường xuyên dùng nó để nấu súp cho bé em ăn á thầy. Như vậy có ảnh hưởng gì không thầy? Tại bé em nó ăn cái đó thường xuyên lắm thầy. Đó không ảnh hưởng gì đâu chị ơi.
hả? Dạ. Không ảnh hưởng gì. Dạ. Đây gọi là mát cho chị nữa ha. Nhưng mà đừng ăn nhiều dạ. Quá mát, mát là mát quá thì nó dễ gây tiêu chảy ha. Nên là dạ. Để đến cái tiêu chảy của bé là được nha. Dạ, dạ thầy. Dạ em cảm ơn thầy. Rồi cái định nghĩa về cái thuốc thanh nhiệt ở đây thì người ta nói đó là gì ạ? Thuốc thanh nhiệt đây là những thuốc có cái tính chất nó là hàn lương và dùng để chữa các bệnh mà là gây cái chứng nhiệt ở trong người hay gọi là nóng ở trong người. Thì nhiệt độ của mọi người ở đây thì chắc chắn sẽ khác nhau ha. Có người nào mà giống như em không ạ? Đó là gì? Nhiệt độ của em mà so với nhiệt độ của mọi người thì thường em sẽ cao hơn mọi người là 0,5 độ. Ai người nóng giống như em không ạ? Có ai không? Có ai giống như mình không ạ? Có ai giống như mình không? Ừ. Em thì phải lạnh hơn mọi người khoảng 0,2 độ thầy ạ. 0,2 độ, rồi. Rồi cái dưới mình không? Có người 0,2, chỉ riêng mình là 0,5. À, mình cao hơn nhiệt độ của mọi người là 0,5. Người mình rất là nóng. Ừ. Do da. Có nhiều người bị nóng gan chứ không phải. Nóng gan quá không phải. Mà xấu tầm độ. Thầy cho hỏi thân nhiệt bình thường có 34 độ thì nó có sao không thầy? 34 độ thôi, thường thường là 36 độ 5, là ít nên đây 34 độ thế. 34 độ không à? Ừ. 34 độ thôi á, gì vui vậy? Thấp hơn mọi dạ. Người đúng không? Dạ. Rồi. Hồi trước 33 độ, nay được 34 độ. Ừ. Cái này thì dạ không ạ, à, nhiệt độ của mọi người nó không người nào giống người nào đâu ạ. À. Nhưng mà bình thường á thì nhiệt độ khoảng 36 độ 5 là đúng ha. Rồi 36 độ 5 là ok, nhưng mà 34 thì cũng tạm tạm thôi chứ không gọi là cũng gọi là tạm tạm thôi chứ còn bệnh cao còn bệnh gì thì mình phải đi khám thêm nữa mới biết được. Vì nhiều lúc còn ảnh hưởng đến cái tiếng giác của mọi người nữa cơ. À, nhiều người cao hơn những người nào mà nóng á, người là tiếng giác của họ thường là bị cái tiếng giác. Đi chưa? Và đây lúc đó thì đi khám cái tiếng giác thử nha. Cái tiếng giác của mình được biết mà, mọi người biết tiếng giác rồi đúng không ạ? Đi khám thử nha. Đấy, mọi người đi khám tư giác mình thử ha. Còn em thì em thì bình thường, em không bị gì cả, không bị tương giác alo, chả bị cái gì ha. Nhưng lý do là gì? Cái nhiệt độ nó khác nhiệt độ mọi người chỗ đó thôi ha. Cao hơn nha. Rồi tiếp theo đó là gì? Cái chứng nhiệt ở đây gây ra là gì? Chứng nhiệt ở đây là thuộc về thuộc lý, do những cái nguyên nhân khác nhau sinh gây ra. Ví dụ như là sinh nhiệt, thì khi mà người sinh nhiệt thì nó sẽ gì? Tạo ra cái năng lượng cần thiết cho quá trình đó là chuyển hóa của các cơ quan trong cơ thể mọi người. Thứ hai là gì? Tài nhiệt. Thì giờ tài nhiệt thì mọi người biết không ạ? Thì nó sẽ gây ra gì ạ? Những cái bệnh tật ở trong cơ thể. Đó. Sinh nhiệt với tài nhiệt khác nhau nha. Sinh nhiệt thì tạo ra năng lượng cần thiết cho quá trình đó là gì? Chuyển hóa của các cơ quan ở trong cơ thể của mọi người. Thứ hai là gì? Đối với tài nhiệt cũng sẽ gây ra gì ạ? Bệnh tật ở trong cơ thể. Nha. Rồi. Và quá trình đi tài nhiệt ở đây gì ạ? Mọi người sẽ những cái biểu hiện như là bị sốt cao nè, bị khát nè, muốn uống nhiều nước, à, mình muốn uống nhiều nước mát. Còn nếu trong trường hợp mà tài nhiệt mà nặng á, thì dẫn đến nó là gì? Mê sảng, phát cuồng. Và cái phát cuồng ở đây thường thường mọi người sẽ thấy ở những cái người mà cái thời kỳ mà gọi là gì? Tiền mãn kinh á, ha? Thì ở tiền mãn kinh ở đây thì gì? Mọi người mà dùng những cái đồ nóng á, đây mà uống những cái thuốc mà nóng nóng á, là chắc chắn họ sẽ phát cuồng, họ sẽ nổ khùng lên. Ha? Yeah. Rồi thứ hai nữa là gì? Mặt hồng sáng, thực xuất huyết và gì? Dẫn đến phát ban. À. Cho nên những cái người mà bị mà những cái người mà tiền mãn kinh á, thì khi mà dùng thuốc ở đây á, thì người ta ít khi mà cho những cái vị mà bị nóng vào. Nha. Tại vì ở đây khi mà họ gì quá trình mà tiền mãn kinh á, thường là về nhiệt độ của họ sẽ gọi là thay đổi cách thất thường và nó sẽ nóng. À, khi mà uống vô á, mà uống cái gọi những cái đồ mà cái gọi là nhiệt vô á, thì nó sẽ gây ra một cái chứng là phát cuồng, tại vì gọi là nhiệt cộng nhiệt thì phát cuồng, đúng không? Hàn cộng hàn thì tắc tử. Ừ. Cho nên là những cái người mà tiềm ẩn trên đây thì mọi người nhớ đó là gì? Giảm bớt những cái đồ nóng lại nha. Nếu không họ sẽ phát cuồng lên. Thứ hai nữa là trong trường hợp mà khi mang thai cũng vậy nha. Khi mang thai mà người sắc cái thuốc mang thai á thì cũng quan trọng đến đó cái gì? Cái nhiệt, những cái nào mà tính mà nhiệt á thì mọi người giảm bớt sử dụng nhé. Rồi tiếp theo nữa là gì? Trong trường hợp mà nặng đấy nữa xảy ra những cái trường hợp cái gì? Ví dụ như người háo gầy, da thì khô và miệng thì khát, rồi tiểu tiện ở đây thì nóng sắc vàng, đại tiện thì bí táo, rồi đau nóng ở trong xương, rồi mụn nhọt sang lở,
đó là trong những cái trường hợp mà khi mọi người gọi là bị nhiệt ở trong người hay gọi là trường hợp nặng ha, thì nó sẽ xảy ra những cái như vậy. Giờ rồi tiếp theo nữa là gì, trong trường hợp bệnh lý nhiệt ở đây á, thì chúng ta sẽ có hai nhóm, mình chia làm hai nhóm, đó là gì, thực nhiệt và huyết nhiệt. Thực nhiệt ở đây đó là gì, do hỏa độc, do nhiệt độc ở trong người thì dẫn đến gì, các cái bệnh ở đây là gì, như là nhiễm khuẩn hoặc là truyền nhiễm. Và thứ hai là gì, do thấp nhiệt cho nên là gây ra các cái bệnh như là gì ạ, nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc là tiêu hóa. Do thượng nhiệt thì nó sẽ gây gì ạ, sốt về mùa hè nhá, cho nên nó sẽ gây sốt cao. Và hiện tượng đó là gì, người ta hay gọi là gì, mùa hè thì nắng đúng không, cho nên người ta dễ dẫn đến hiện tượng nó gì, say nắng. Thì còn đối với huyết nhiệt ở đây do gì ạ, là trong cơ thể mình đúng không, đúng không, người ta gây huyết nhiệt nghĩa là gì ạ, nhiều người kêu là gì, kêu máu nóng đúng không, đúng không, những cái người mà dễ bị nổi nóng lên, kêu máu mày nóng rồi nên mà dễ bị nổi nóng đúng không, mọi người nghe đúng không, thường thường người ta hay nói vậy đúng không, đúng không. Thì cái huyết nhiệt ở đây là gì, do cái tạng nhiệt ở trong cơ thể, hay còn gọi là gì, cái tình trạng dị ứng với nhiễm trùng. Thứ hai là gì ạ, do ô nhiệt xâm phạm vào cái thần kinh của chúng ta, ha. Đúng rồi, say nắng là thượng nhiệt ha. Thì nó sẽ động gì ạ, nó sẽ xâm phạm vào cái thần kinh và hoặc là máu, nó sẽ gây gì ạ, mất tân dịch, nhiễm độc thần kinh, rối loạn các thành bao mạch. Đây là thường đây là những cái biến chứng trong giai đoạn mà tàu phát của mình, đó là truyền nhiễm của chúng ta ha. Đó. Rồi và cái tác dụng chung của cái nhóm thuốc mà thanh nhiệt này đó là gì? Đầu tiên đó là gì, biết thanh nhiệt là biết gì, hạ sốt đúng không? Thứ hai là gì, nó sẽ giải độc và nó dùng trong những trường hợp đó là chữa các cái nhiễm trùng và truyền nhiễm. Thứ ba là giữ âm sinh tân, dùng để chữa và làm giảm các hiện tượng do mất nước, sốt kéo dài, khát nước, khô họng hoặc là những hiện tượng như là táo bón, dùng trong các bệnh. Ngoài ra còn an thần thì trong trường hợp đó là gì, do sốt gây vật vã, phiền muộn, mê sảng, trong những cái trường hợp như vậy. Và ngoài ra còn chống co giật trong quá trình mà bị sốt cao. Thứ hai nữa là gì, cầm máu do sốt, nhiễm độc gây rối loạn các thành mạch và làm cho chảy máu. Đó là cái tác dụng chung của nhóm mà thanh nhiệt. Và trong cái thuốc thanh nhiệt ở đây thì chúng ta sẽ chia làm 5 nhóm, đó là gì ạ? Đầu tiên đó là nhóm thanh nhiệt giải thử, thì dùng trong trường hợp đó là do thử nhiệt gây sốt, say nắng trong trường hợp đó. Thứ hai đó là trong trường hợp mà thứ hai là cái nhóm mà thanh nhiệt giải độc, thì dùng trong trường hợp đó chữa các bệnh như là nhiệt độc gây bệnh nhiễm trùng và truyền nhiễm. Thứ ba là thanh nhiệt giáng hỏa, thì đây dùng trong trường hợp đó là do hỏa độc phạm vào cái phần khí hay là cái kinh mà dương minh. Rồi thứ tư đó là cái nhóm mà thanh nhiệt táo thấp hay gọi là chữa thấp, thì dùng trong trường hợp đó là gì, do thấp nhiệt gây ra các bệnh nhiễm trùng như là ở đường mà sinh dục, tiết niệu và tiêu hóa. Và nhóm cuối cùng đó là thanh nhiệt lưu huyết, thì đối với nhóm mà thanh nhiệt lưu huyết này á, thì dùng trong các cái trường hợp dùng để chữa các bên trong các cái trường hợp như là do huyết nhiệt gây ra các tại nhiệt như là bệnh về phần dinh hoặc là gì huyết của ung bệnh. Đây là trong trường hợp mà chúng ta bị bệnh truyền nhiễm ha. Đây thì khi đối với thuốc thanh nhiệt ở đây chúng ta có 5 loại ha, đó là thanh nhiệt giải thử, thanh nhiệt giải độc, thanh nhiệt giáng hỏa, thanh nhiệt táo hấp và thanh nhiệt lưu huyết. Chúng ta có thể 5 nhóm như vậy. Và tính chất chung của cái những cái vị thuốc mà thuộc cái nhóm thanh nhiệt này đó là gì ạ? Đầu tiên đó là vị đắng, ngọt, tính hàn. Thứ hai thì nó dễ gây nê trệ, mất tân dịch. Thứ ba là liều lượng thể thay đổi theo khí hậu, cho nên khi dùng thì mọi người nên thuốc nên gọi là gì, nên phối hợp với các loại thuốc khác nha. Thì đối với cái thuốc mà gì ạ, bên mà cái thuốc mà tăng lương táo bón giải biểu thì mọi người thường mọi người thấy nó là gì ạ, vị thuốc mà nó là gì, có vị gì ạ, có vị gì, vị cay không ạ? Có vị cay không? Đối với cái thuốc mà mình tăng lương mà tao uống giải biểu á, cái thuốc giải biểu á, thì thường thường mọi người thấy những cái thuốc này là gì, nó có gì, tinh dầu đúng không ạ? Nó có tinh dầu đúng không? Những vị thuốc có tinh dầu. Còn đối với những vị thuốc mà bên cái mà thuốc mà thanh nhiệt này thường thường là gì, vị đắng, ngọt và nó mang tính hàn. Tại vì mang tính hàn vô này để làm gì ạ? Giải nhiệt cho chúng ta, hả?
Nhưng mà gì ngược lại thì là gây gì ạ? Dễ gây nê trệ, mất tinh dịch, rồi liều lượng nó sẽ thay đổi thay khí hậu, và khi dùng thì mọi người nên kết hợp với các thuốc khác nhá. Và chú ý ở đây đó là gì? Đối với những cái thuốc mà hàng bị đắng nhá. Thì hàng và đắng ở đây mọi người sẽ vô, nó sẽ gây ra hiện tượng ở đây là gì? Nó sẽ gây ra hiện tượng là táo, táo bón và mất tinh dịch, cho nên mọi người sẽ dùng với cái thuốc này là gì ạ? Dưỡng âm. Nhá. Còn đối với những vị thuốc mà hàng và có vị ngọt thì thường nó sẽ gây ra đi gì? Nê trệ và khó tiêu, thì mọi người nên gì ạ? Uống thêm một cái thuốc đó là gì? Kiện tỳ. Còn đối với những vị thuốc mà đắng mang tính hàng thì nó gây ra hiện tượng này là nôn mửa, thì ở đây mọi người có thể dùng chung với là gì? À, mọi người có thể dùng thêm đó là gừng và uống cho lúc nóng nhá, để nó giảm bớt cái tính hàng đi nhá. Thì à rồi tiếp theo nữa đó là gì ạ? À, chú ý chung ở đây là gì? Khi dùng một cái đó, cái mà nhóm thuốc mà thanh nhiệt ở đây á, thì không dùng trong trường hợp đó là gì? Không dùng trong trường hợp đó là gì? Bệnh đang còn biểu thì chúng ta không nên dùng các loại thuốc này quá sớm. Tại vì nếu như mà mọi người dùng sớm nó sẽ gây ra hiện tượng đó là gì? À, nếu như bệnh á, nếu như mà còn bệnh đang còn ở biểu và vẫn còn mà có bệnh này vẫn còn mà nó xuất hiện theo lý chứng, thì chúng ta phải kết hợp với là gì? Biểu lý cùng kết hợp với biểu lý để gì? Cùng chữa. Tại vì quá trình của xảy ra của một bệnh đó là gì ạ? À? Tiến triển đã đến giai đoạn gì nữa? Chín mùi và cũng là gì? Thoái trào, đúng không ạ? À? Nó vẫn xảy ra. Thế cho mọi người khi là gì? Nó còn ở biểu thì nó vẫn chưa hết, đúng không? Khi mà người dùng cái này thì khi dùng đến cái thuốc mà thanh nhiệt thì là dùng quá sớm. Thì dùng cái thuốc mà thanh nhiệt lúc mà dùng ở giai đoạn ở biểu này thì mọi người dùng thuốc ở đây thì lúc này thì nó là gì ạ? Quá sớm, cho nên cứ từ từ để nó xảy ra rồi mình mới gì ạ? Rồi và thận trọng trong những cái đối với những cái người rồi và khi mọi người dùng cái thuốc này cái thuộc cái nhóm thanh nhiệt này á, thì mọi người thận trọng trong cái trường hợp đó là gì? Không dùng cho những người bị cái là tiền vị nó hư nhược, tiêu chảy, ăn không ngon ha, thì mọi người dùng cách thận trọng. Và không dùng cho những bệnh nhân đó là gì? Bị thiếu máu, bị mất máu sau sinh, hoặc là xuất huyết do dưỡng hư, hoặc là chân hàng giả nhiệt. Và cuối cùng là gì? Lưu lượng. Thì đối với lưu lượng thì mùa hè thì vì nó nóng đúng không ạ, cho nên là chúng ta sử dụng lượng ít hơn. Còn về mùa đông thì lạnh thì chúng ta có thể dùng gì liều cao hơn nha. Đó là những cái chú ý. Thời cái bệnh mà nó sớm tại sao mình không trị thì sớm lại để cho nó kết hợp nó thứ. Sẽ đi vào đó là thanh nhiệt giải thử. Thì thanh nhiệt giải thử này có tác dụng đó là gì ạ? Đầu tiên nó sẽ thanh trừ thử tà ra khỏi cơ thể của chúng ta. Và những cái biểu hiện của cái mà thanh nhiệt giải thử ở đây, nó những cái biểu hiện mà của thanh nhiệt ở đây đó là gì ạ? Đối với là thử tà ra khỏi cơ thể là gì? Chúng ta sẽ có những cái biểu hiện như là sốt cao nè, choáng váng nè, đau đầu nè. Thứ hai đó là gì? Say, choáng, bất tỉnh, đổ mồ hôi, mất điện giải. Thứ ba là những cái thuốc mà thuộc cái nhóm giải thử này sẽ nó có một cái vị ngọt, nhạt, tính lương hoặc là tính hàn. Ngoài ra có tác dụng gì? Sinh tân, trị khát. Và các vị thuốc ở đây chúng ta hay dùng đó là gì? Hạ nhiệt. Rồi tây hoa, đậu quyển. Tây hoa mọi người biết cái gì không ạ? Vị thuốc gì không ạ? Tây hoa mọi người biết không ạ? Tây hoa mọi người vẫn ăn hàng ngày mà. Mọi người biết không ạ? Mọi người biết vị thuốc đó gì không ạ? Tây hoa. Tây hoa là gì ạ? Đúng rồi, tây hoa. Mọi người ăn dưa hấu rồi đúng không? Đúng không ạ? Ăn dưa hấu nhiều đúng không? Đây,
đây là vườn đốt tay hoa hay gọi là gì, tay hoa đây là nước ép bột mẹ dưa hấu được chưa. À, về tính vị quy kinh đó là gì, ngọt lạnh thầy quy vào ở đây đó là kinh tâm và vị, và tán dùng ở đây là thanh nhiệt giải thử sinh tân trị khát và lời điệu. Khi mọi người uống ăn cái này vô, mọi người thấy đi đái nhiều không ạ? Đi đái nhiều không? Đái quá nhiều luôn chứ hả? Tại vì nước nhiều mà. Nhiều, nhiều. Đúng không? Và ứng dụng cho lời ơi, và mình ứng dụng thường dùng trong cái trường hợp là gì? Chữa cái lời, chữa lời niệu, chữa phù thủng, chữa gì ạ? Ngộ độc rượu. Nha. Tại bây giờ nó là về trên chân chỉ khác, cho nên thì khi uống rượu vô thì mọi người thường hay bị khát nước đúng không? Và bị khát nước ở đây thì mọi người sẽ bù nước và điện giải, thì lúc này mọi người sử dụng đến cái gì ạ? Dưa hấu, mà dưa hấu này nước rất là nhiều. Nhưng mà dưa hấu với lại ở đây thì một số trường hợp, ví dụ những người nào mà bị tiểu đường á, thì đối với dưa hấu với lại một cái quả nữa hay gọi là củ sắn, mọi người biết củ sắn đúng không ạ? Biết củ sắn mà hay gọi là củ đậu á. Củ đậu biết, hay gọi là củ đậu, có một số nơi thì kêu là củ sắn, một số nơi kêu là củ đậu á. Mọi người biết không ạ? Dạ biết. Cái đó thì nói chung là gì, đừng dùng cho những người bị mà tiểu đường nha, tại vì cái hàm lượng cái gluco ở trong đây rất là cao. Vì củ đậu đầu tiên là gì, chúng ta mà nói đến cái tinh bột, và khi mà mọi người ăn tinh bột vào đường nó sẽ lên cao, cho nên là tránh dùng cho những người bị tiểu đường nha. Thứ hai là cái gì, dưa hấu, dưa hấu này cũng vậy nha. Thì đối với người tiểu đường thì có dùng được nhưng mà dùng ít thôi, đừng dùng nhiều nha. Và liều lượng ở đây mọi người dùng cái gì ạ? À, dùng nước ép một lần, thường là dùng một nửa hoặc là một quả. Một quả thì quá nhiều đúng không ạ? Thường mọi người ép một nửa mọi người uống. Nha. Và kiên kỳ ở đây đối với những người mà cái tỳ vị bị hư hàn ở đây chảy thì chúng ta không nên dùng. Ha. Cái thứ hai, một cái vị thuốc ở trong giải thử này nữa đó là cũng liên quan đến đó là cái gì? Cái bạc hà của chúng ta. Ha. Thì bạc hà ở đây thì nó có tính đó là cay, khe, tính mát, lạnh, được chưa? Đó không, nhưng mà gì nó ở đây thì do nhiều nước anh hiểu không ạ? Dựa vào cái nước vị thanh nhiệt ở đây là về phải đẩy hết khí nóng ra ngoài đúng không ạ? Đồng ý là đường gluco nó nhiều, nhưng mà gì nước nó nhiều nữa, do là về hàm lượng nước ở trong cái dưa hấu nhiều lắm, cho nên khi anh uống thì trong trường hợp giả rượu á thì giờ nó vô nó sẽ pha loãng cái nồng độ ra thôi nha. Nhưng mà uống ăn dưa hấu uống rượu này lỡ mà có ói thì chắc chắn người nhà sẽ bị hoảng hồn, lúc đó sẽ đưa mọi người đi bệnh viện luôn. Không nói sợ gì ạ? Nhìn là thấy bị xuất huyết dạ dày đúng không ạ? Giống như xuất huyết dạ dày đúng không ạ? Cho nên là trong trường hợp đó thì nhớ giải thích cho mọi người đó là gì, cho người nhà là không bị sao cả nhá. Nếu không mà không nói gì hết là mọi người sắp gọi là gì, chở thẳng vô bệnh viện á nha. Vì ói ra toàn thấy màu đỏ không, sợ là gì xuất huyết dạ dày nha. Vì cái hàm lượng nước ở trong cái dưa hấu này nó rất là nhiều nha, cho nên là dùng trong trường hợp giải độc đây là gì, khi mình ăn vào á thì nhờ cái nước này nó pha loãng cái nồng độ cồn ra nha, pha loãng cái nồng độ cồn, tại vì cồn nó tan vô hạn ở trong nước đúng không ạ? Và khi mình uống nhiều vô thì mọi người cứ để ý, mà người khi mà người pha cồn á thì gì, thường thường là người ta sẽ pha theo cái tỷ lệ đó là nước với lại cồn, vì ví dụ như từ cồn cao độ xuống cồn tốc độ á thì nó có một cái công thức để mọi người pha nha. Và đây ở đây thường thường người ta sẽ dùng nước để người ta pha ra nha. Đối với cồn 90 độ là gần như là đúng như gần như là cồn tuyệt đối rồi, mà nhưng mà cồn 70 ta cồn 70 hoặc cồn 50 á thì lúc đó là một người phải pha ha. Nha. Và bạc hà ở đây thì tiếp theo một vị thuốc thứ hai đó là bạc hà, thì ở đây nó có vị cay, the, tính mát hoặc là tính lạnh, giống như các kinh như là phế, can và đỡm. Và cái tác dụng là gì? Phát hàn, tán thông nhiệt. Và được dùng trong trường hợp đó là gì ạ? Kích thích tiêu hóa. Rồi điều trị bệnh phong, nôn mửa, đau đầu. Còn ngoài ra được dùng trong trường hợp đó là điều trị mất tiếng, khản tiếng, đau nhức xương khớp và các bệnh về hư hàn. Rồi điều trị các bệnh như là đầy bụng, trướng bụng, ăn không tiêu. Rồi chữa ngứa ngáy, nổi mề đay, sởi, phát ban, mụn nhọt. Và chữa các bệnh mà mỏng thịt ở mắt, rồi đau lưng, vai, toát mồ hôi có thể dùng bạc hà để mà điều trị. Ngoài ra còn dùng trong trường hợp đó là sốt cao không nhiệt ở cái trẻ nhỏ. Và thường thường thì bạc hà thì người ta dùng trong trường hợp là giải cảm thì đó là nhiều hơn, dùng trong trường hợp đó là sốt không nhiệt ở trẻ ha. Thầy ơi, cái sốt phát ban đó thầy, cái là do cái con vi khuẩn nào hay virus nào đó? Dạ không, phải do vi khuẩn đâu anh ơi,
Tại vì số phát ban trong người đúng đó gì à? À, nhiệt độ trong người anh nó cao quá, số phát ban ở đây á, đối với trẻ mà số khoảng có 3 ngày thôi, đây lúc đó gì nhiệt độ trong cơ thể nó cao lên á, rồi xảy ra đúng một hiện tượng là dị ứng á, thì nó sẽ nổ ra bên ngoài ha. Tại vì lúc đó em có cơ đứa cháu nó đi vô nhập viện nhưng mà sốt thì ban đó cái bên đó sốt nó là gì những sợi đó, đó sốt ban sợi đó là kiểu khác anh hơn, rồi sốt nó là sốt bị sợi, sốt do sợi hả, sốt nó sốt do sợi, còn phát ban là khác anh nha, phát ban nó khác sợi nha, phát ban khác sợi. Tại vì thường thường thì đối với mình thường thường là gì ạ, đối với cơ thể của mình á thì là gì ạ, ai cũng một lần bị gọi là bị sởi, mà thường thường vậy người ta tiếp ra gọi là tiêm có vaccine rồi, vaccine sởi rồi, nó nổ cho đầy người, và hiện tại là có vaccine rồi. Còn mà đối với số phát ban ở đây là khoảng sốt bộ 3 ngày thôi, anh có để ý nhà đứa trẻ nó sốt trên 3 ngày á, mà đến khi mà nó hết sốt là bắt đầu nó nổi ban, và cái nổi ban này gây ra giống một hiện tượng dưỡng, nó là gì, gây ra là ngứa ngáy nó khó chịu, còn sởi là khác anh nha. Rồi, và liều dùng đối với mặt hà ở đây đó là gì, mọi người sẽ dùng từ 4 đến 16 gram, có thể nấu, có thể hãm hoặc là sắc. Kiên kỵ ở đây là những cái phàm khí hư, có nghĩa là những người ở đây là gì, phàm khí hư ở đây là gì, dành cho những người gọi là bị bệnh mãn kinh đó, những người mãn kinh đó thì thường thường thì khí hư nó sẽ ít lại ha, gây ra nóng ráng hay nhộn âm đạo á ha. Rồi huyết táo, can dương hơi lên, biểu hư, tự ra mồ hôi, đều không nên dùng. Và trong thời gian uống thì kiêng ăn đó là cua với cá ha, khi mọi người dùng bằng hai. Cái thứ ba nữa đó là đậu quyển, có nghĩa là gì, đậu đen. Và cái đây thì mọi người chắc nhiều người đã uống cái nước đậu đen mà hãm rồi đúng không ạ? Ở đây có ai uống chưa ạ? Có ai uống chưa? Dạ uống nhiều rồi thầy ạ. Uống nhiều rồi cho em hỏi công dụng nó như thế nào, mọi người thấy cái dụng sao? Cho em hỏi thôi ạ. Ở đây lợi tiểu của thầy. Rồi một lợi tiểu, hai hai là gì? Uống là mát bây giờ em thấy nó bổ thận thầy. Bổ thận rồi, cái gì đúng không ạ? Gì nữa mọi người có thấy là gì? Em uống cái đấy xong em cứ bị đau bụng với thầy ạ, như kiểu nó rồi. Mát quá nhỉ? Mát quá đau bụng rồi. Em uống nào thì thấy nó có vẻ là khó tiêu, nó cứ dí dí chứ nó không không vơ ấy, thế là uống một hai ngày không dám uống nữa. Rồi. Ơi, ở đây có người nào uống cái này thì giảm cân bao giờ chưa? Có người nào uống giảm cân chưa? Em, thầy cái đậu đen này em thấy lúc mà vợ em sinh em bé này, mẹ vợ em hãm cho uống đó, nó sẽ có nhiều sữa để cho em bé nó uống cái này. Không biết đúng không nè. Rồi, nhiều sữa ra thì có nhiều lắm. Rồi, tiếp tục. Có thấy giảm cân, có thấy săn ngược lại không ạ? Em cũng nghe người ta nói là uống nước đậu đen để giảm cân, nhưng mà em chưa dùng thử này. Với lại em nghe người ta chỉ là những người đi nhậu về sẽ bị mệt á, cái rang đậu đen lên cái bỏ một nắm như bình thủy cái uống, không biết có đúng không thầy? Rồi thì cái này thì nói chung là đi nhậu mà say mà uống cái đậu đen này thì em cũng chưa bao giờ uống cả nên em cũng biết như thế nào. Đậu đen này thường thường mọi người sẽ rang lên đúng không, rang lên nghe mùi thơm là được rồi đúng chưa, sau đó là gì, có một ngày hãm uống đúng không, thì đậu đen này thì đầu tiên là gì, thấy màu đen là bổ đâu ạ? Bổ gì chưa? Bổ thận. Bổ gì? Đen thì bổ gì? Đen thì đúng chưa? Đen thì bổ thận. Rồi tiếp theo nhìn cái màu nước của nó là màu gì ạ? Nó hơi đỏ đỏ. Màu gì? Màu đỏ đỏ. Màu gì ạ? Màu đỏ đúng không? Dạ. Nâu nâu nâu. Nâu á thầy. Nâu nâu đỏ đỏ đó thầy. Dạ. Đúng không? Hơi đỏ đỏ. Thì nó kêu là bổ máu.
bộ thận bộ máu luôn quá. Thưa thầy, chỉ huyết là sao thầy? Dạ. Chỉ huyết á thầy. Chỉ huyết là nó đến cái phòng máu của chị á. Đó, bộ máu ha. Chỉ huyết là chị đến máu. Đi ra, huyết phòng máu. Nhá. Rồi, có người thì nói là uống nước đậu đen là khi nhậu là để cho giải độc gan, có phải không thầy? Rồi, có người giải độc gan. Dạ. Bổ gan bổ thận. Thì nó màu đỏ là bổ gan bổ thận rồi. Ha? Dạ. Còn giải dạ. độc gan ở đây thì có nhiều lắm. Không phải một cái đậu đen này mà giải độc gan được đâu. Đó. Không phải một cái đậu đen này mà giải độc gan được đâu à. Nó còn kết hợp rất là nhiều vị. Ví dụ như là gì ạ? À, cây chó đẻ. Thứ hai một cây an xoa cũng trong trường hợp là gì à, nó cũng trong trường hợp là dùng cho những người mà men gan cao. Cây dùng cây an xoa bao giờ chưa? Cây dùng cây an xoa mà trong trường hợp mà men gan cao lên chưa? Chữa mà men gan chưa? Dạ chưa thầy. Cây đó ra sao thầy? Cây an xoa nó ra sao thầy? An xoa. Cây an xoa. Cây đó nó bán trên mạng nhiều lắm thầy ơi. Cây đó giống cái lá chín cá thầy. Rồi cây dùng an xoa. Cái dùng chưa? Thấy trồng thôi chứ chưa thấy dùng thôi. À chưa thấy dùng. Rồi người thấy nào người ta trồng á. Nếu chung là người nào dùng á thì cho em coi thì nói thử cái men gan của mọi người khi mà trước khi men gan của mọi người trước khi đi xét nghiệm trước khi dùng cái đó thử thôi, và sau khi mà dùng cái đó một thời gian rồi sau đi xét nghiệm lại coi thử cái men gan nó như thế nào nha. Tại vì cái này em cũng nghe nhiều người nói nhưng mà hiện tại giờ em chưa dùng. Hiện tại em chỉ dùng đến gọi là gì ạ? À, cái gì phải trâu thôi. Em đang dùng gì phải châu? Ý mà thầy, cái cây anh xoa diệp mà phải châu hả thầy? Diệp hạ châu hả thầy? Diệp hạ châu. Dạ, dạ, dạ. Diệp châu là cây chó đẻ. Cái gì phải châu là cây chó đẻ đó. Hay còn một cây nữa cũng gần giống ở khoai cũng mắc gan mà nhân dân mình hay nấu rồi thì em quên không nhớ. Cái gì? Cũng gần hay hay hái chung với cây diệp hạ châu. Hái chung với diệp hạ châu. Quên tên nghe nè. Dạ. Cái leo ấy. Thầy, em thấy nhà mẹ em uống nước tay nhiều hay dùng cây thù lù của thầy. Để uống giống như lâu lâu thì pha như nước trà uống với thầy để giải độc gan, không biết có được không thầy. Ừ. Cái này cây thù lù. Thầy ơi. Cây thù lù à? Cây thù lù em chưa biết hả? À? Em có nhiều cây thù lù đó. Nó còn gọi là cây tầm bóp á thầy. Tầm bóp á thầy. À, cây tầm bóp, thôi, ok. Nó còn gọi là cây nhãn lồng nữa đúng không thầy? Cây nhãn lồng khác như này, tầm bóp khác nha. Khác rồi anh ơi. Cái tầm bóp nó cũng lồng giống vậy nhưng mà tầm bóp có hai loại, một loại là có lồng, một loại là cái quả nó trần ở ngoài luôn, không có cái lồng. Đúng rồi. Không, như cái đối với cây nhãn lồng ở đây hay gọi là cây lạc tiên á, thì cây này dùng mất ngủ. Lạc tiên dùng mất ngủ. Đó, cái này mọi người về có thể sắc ra uống, cái gì nấu canh, ăn cũng được. Mà thầy, về cái đậu đen này nè, em có đọc cái bài của người bên Trung Quốc họ truyền lại á, là uống nuốt nuốt cái hạt đậu đen xanh lòng mà sống, ngày đầu tiên là một hạt, rồi ngày thứ hai hai hạt, tức là cứ nuốt để cho nó cái dạ dày cái ruột mình nó quen đi đó, rồi nuốt nuốt đến ngày thứ hai mấy khoảng 20 mấy hạt đó thì mình bắt đầu mình không có tăng thêm nữa, là cứ 20 mấy hạt như vậy đó dừng, hoặc là ai có muốn nhiều hơn thì cứ vậy nuốt. Thì hồi đó em nuốt được hơn năm thì cái lúc đó là cái ruột em nó hay bị làm nó không có thông á, cái khúc dưới đại tràng á nó bị giống như nó phình đại tràng á, thì đó nó sẽ làm cho phân là đi nó thuôn hơn, nó có khuôn nó rất là đẹp. Đó thì có cảm nhận được. Dạ. Yeah. Mình nuốt thì sao chị? Nuốt xấu. Nuốt là một ngày đầu tiên thì nuốt một hạt, rồi ngày thứ hai hai hạt, ngày thứ ba ba hạt, là cứ đều đi như vậy đến 20 mấy hạt thì mình dừng. Cũng có người ta nuốt tới 30 mấy hạt người ta mới dừng là nuốt đều những cái số hạt như thế. Chị ơi, giờ chị còn nuốt không chị? Không, mình nuốt hơn một năm, gần 2 năm thì mình thôi, lúc đó không mua được đậu ấy á. Thì cứ phải mua cái đậu quen, không có sợ bị đậu sống thì sẽ bị người ta tẩm cái thuốc bảo quản á. Chị cho em hỏi là ví dụ như nuốt tới ngày 20 mấy, là cái ngày 20 mấy đó mình phải nuốt 20 mấy hộp một lúc hả chị? Đúng rồi, đúng rồi.
Nhưng mà mình nuốt quen rồi, vô tư đấy, mình đưa vốc vào miệng cho nó chiêu nước, nuốt là buổi sáng á, sáng sớm dậy á. À, nuốt là mình dùng nước mình uống vô đúng không chị, chứ không phải là nuốt không. Đúng rồi, nuốt không sao nó trôi, uống uống nước á. Bởi vì em đang nghĩ ở nuốt không sao mà nó vô được. Dạ. Ừ. Thế em cảm ơn chị. Dạ. Là nó giúp cho mình giống như mình đi tiêu thì khi là nó tạo khuôn cho con đó hả chị? Dạ. Đúng rồi. Thì có một lần như thế này này, buổi sáng là mình nuốt, thì buổi trưa đó mình ăn trúng độc phải cái gì á. Hay dạ. Thì tức khoảng đến trưa thôi là mình bị đi tiêu ra, thì đi tiêu thì mình thấy cái hạt đậu đen đó nó còn nguyên nhưng mà nó phồng hết lên, là tức là nó thấm nước, nó phồng to ra bằng ngón tay rồi đó, đầu ngón tay út rồi đó. Dạ. Thì cái đợt đó tại vì đi tiêu lỏng thì mình mới nhìn thấy được cái đó nó nổi lên. Thế còn ngoài lần những lần khác không bị thì không không thấy gì hết, thì chứng tỏ rằng là nó đã hòa tan hay là nó hấp thu nó làm gì không biết, nhưng mà có một lần nữa đúng như thế. Mỗi một ngày là nó sẽ có tác dụng lên cho mình. Dạ. Đúng rồi, nhưng mà mình phải nuốt từ từ cho cơ thể mình nó làm quen đó. Rồi người ta có nuốt tới 49 hạt luôn, là mình thấy hai mấy hạt là nhiều quá, là mình ngán là mình ngừng rồi. Mình nuốt tới 5 hạt. Rồi rồi, ok. Rồi, cái vị thứ ba ở trong cái thuốc giải thử này đó là đậu huyễn hay gọi là đậu đen ha. Thì tính vị của đậu đen đó là vị ngọt, tính bình, và nó quy vào ba kinh đó là kinh can, kinh ti và kinh vị. Và công năng của cái đậu huyễn này đó là thanh nhiệt, giải thử, lợi thấp, thanh giải biểu tà. Và được dùng trong các trường hợp đó là chúng thử hay gọi là say nắng hoặc là say nóng á. Thì thường có những biểu hiện đó là người bị choáng, ngất, bất tỉnh hoặc là thấp tà còn ở biểu. Rồi ngoài ra gây sưng đau toàn thân, khó thở hoặc là cảm mạo phong nhiệt, biểu hiện là sốt cao, đau đầu hoặc là hoa mắt. Và ở đây thì mọi người có thể dùng riêng là 20g đậu huyễn sắc uống với sắc uống, hoặc là mọi người có thể phối hợp với lại là hoắc hương, rồi bán hà, trúc diệp, hoàn thạch mỗi vị là 12g. Rồi ngoài ra còn út kim, ý nhĩ mỗi vị là 8g, hành nhân thị 6g. Thì mọi người sẽ sắc uống một thang chia làm 3 lần. Ngoài ra thì đậu huyễn này còn trị là cơ co rút, gối đau nhức, nóng dạ dày, táo bón. Đây mình dùng là đậu huyễn là khoảng 500g, bán sữa bò hoặc là sữa dê 30g. Chúng ta trộn đều, nghiền thành một miệng, uống với nước ấm hoặc là và uống vào trước cái bữa ăn. Uống sáng uống sao thầy à? Dạ, cái này thì anh uống ở đây thì anh có thể hãm ra anh uống còn được ha. Dạ. Dạ. Còn đối với mà cái người nào mà ở đây thì cái người nào bị men gan cao á, thì mọi người dùng cây an xoa thì nó chữa cũng rất là ok ha. Mình thầy, dạ. Thầy chỉ cách dùng giải độc gan mà men gan cao mà bằng cây diệp hạ châu với lại cây an xoa đi thầy. Thầy chỉ cái người nào thì dùng sắc vũ hãm thì sắc hãm uống hàng ngày thôi chị. Phơi đi, phơi khô sắc hãm uống hàng ngày thôi, có gì đâu. Dùng uống nước trà thôi. Hả? Uống thêm nước trà hay là một ngày mình uống 3 lần thôi thầy? Là uống cái chị uống ở đây thì hãm như trà uống ha. Thì uống giống như dạng là uống thay nước. Dạ. Dạ. Khác lúc nào thầy cần uống thì uống. Nhưng mà thầy ơi, em biết cái Hà Châu á, có người mà uống liền mấy năm liền là thận bị hỏng, bị suy đó thầy. Nói thẳng ra nó là gì à? Cái việc Hà Châu ở đây á không phải người nào uống cũng được. Là có người nào liên quan đến gan là mình cũng được. Thứ nhất nó là gì, cái mà liên quan đến gọi là viêm gan virus, mà viêm gan B, viêm gan C mà người uống cái gì phải cho vô có tác dụng gì đâu à, không hề có một cái tác dụng gì hết ha. Dạ nữa. Dạ, dạ đúng ngoài rồi. Ra nó còn gì à? Nó còn gây độc. Dạ. Được chưa? Cái là một người đến nghe cái đến gọi là cây chó đẻ, gọi là cây diệp hạ châu, nó chữa gan rất là tốt. Có nhiều người ở đây là gì, người ta hiểu nhầm. Ha? Nó chữa trong trường hợp nào? Những người bị viêm gan rồi mọi người uống đó thêm vô để làm gì? Uống đó vô có tác dụng gì đâu, ngoài ra nó còn gì à? Nó còn tác hại ngược nó là gì? Nó sẽ tác động đến gì à? Nó gây hại gây cho gan, cho thận của mọi người sẽ được cái gì? Ha? Trong trường hợp chúng ta đây thì chỉ phòng mà thôi, chứ chữa thì 100% thì không thể nào chữa hết được. Phòng thôi, được chưa? Hồi nãy thầy nói là diệp hạ châu để giải độc gan. Đúng, giải độc gan, nhưng trong trường hợp những người bị viêm gan virus không dùng được nha. À, dạ đúng rồi thầy. Hèn chi hồi hồi 10 năm về trước đó là bà má chồng em á, bà bị viêm gan B, cái nghe người ta chỉ cái nấu uống mà em thấy nặng luôn, sau đó có
2 năm là mất cái này. Người ta nói giải độc tức là khi bị nhiễm độc thì mình giải độc trong một thời gian ngắn. Còn kia là bị viêm, bị bệnh mãn tính mà cái này đâu phải chữa. Rồi đây đúng rồi. Mình lầm dữ lắm. Em thấy dân mình người ta chỉ nhiều quá. Nấu uống á chị. Nấu uống mà uống thời gian thì em lại thấy nó bị nặng lên á thầy. Giờ thầy nói em mới hiểu nha. Rồi ok. Tiếp tục chúng ta dạ, khoảng một câu nữa, đó là nhóm thanh nhiệt giải độc. Và thanh nhiệt giải độc ở đây là gì? Có tác dụng ở đây là gì? Trừ nhiệt độc ở trong cơ thể do chức năng mà gan nó bị suy yếu và không thải độc ra ngoài được. Ngoài ra còn dùng trong trường hợp đó là gì? Dị ứng, hóa chất. Do dị ứng các hóa chất hoặc là côn trùng cắn. Ngoài ra là cái vị thuốc mà đối với mà thanh nhiệt giải độc ở đây thì nó có vị đắng và tính hàn. Hả? Dạ. Rồi, và tính nhiệt giải độc dùng trong trường hợp nữa là gì? Sốt cao do nhiễm trùng, các trường hợp mà là ban sởi, mụn nhọt, viêm thấy, đông nhất. Và ở đây chúng ta cần phối hợp các vị thuốc như là đời tiểu, nhuận tràng, giải biểu, lương huyết. Ở đây các vị thuốc mà trong mà thanh nhiệt giải độc ở đây chúng ta có là kim ngân, bồ công anh, liên kiều, giấc cá, xuyên tâm liên, xạ can, rau sam, mần tưới hoặc là lười rắn ha. Thì chúng ta sẽ đi vào từng cây một. Đầu tiên là chúng ta nói đến kim ngân hoa. Thì kim ngân hoa ở đây đó là chúng ta dùng ở đây là cái hoa của nó mà chưa nở, màu trắng ha. Về tính vị quy kinh đây là nó có vị ngọt, đắng, hàn, quy vào ba kinh đó là kinh phế, kinh vị và kinh tâm. Về thành phần hóa học của cái cây mà kim ngân hoa ở đây đó là gì ạ? Kim ngân hoa ở đây đó là trong đó hoa của nó là glycosid và saponin. Và nó có tác dụng ở đây là gì? Kháng khuẩn, ức chế nấm da, ngoài ra còn gì? Kháng khuẩn và kháng viêm. Nên dùng trong trường hợp đó là thanh nhiệt giải độc. Đấy, thanh thấp nhiệt ở cái vị ràng, giải biểu, giải nhiệt, sát trùng, lưu huyết và trị huyết. Và công dụng của kim ngân hoa ở đây thì nó gì ạ? Dùng trong trường hợp nó chữa mụn nhọt nè, mẩn ngứa nè, dị ứng nè, kiết lỵ nè, viêm amidan, viêm hồng, đau mắt đỏ, cảm ho, tiểu tiện đau máu. Và không dùng cho những người bị hư hàn, nhiều mồ hôi, mụn nhọt đã vỡ và có mủ. Và ở đây chúng ta dùng là khoảng từ 10 đến 12 gram. Thì 12 đến 20 gram cây hoa là sấy khô hoặc là sắc uống. Như nào? Đó là kim ngân hoa ha. Vì kim ngân ở đây thì nó có tính nó là gì? Kháng khuẩn, kháng viêm. Và thường thường là dùng kim ngân hoa trong trường hợp đó là giải độc và cái thể chữa được dị ứng nha. Và giờ nhờ tính kháng khuẩn kháng viêm đó cho nên dùng trong trường hợp đó là mọi người có là viêm họng hoặc là viêm amida thì mọi người thường dùng ha. Và nó có một cái vị, nếu như mọi người mà hãm cái người nào đã hãm á cái mà kim ngân hoa này rồi uống rồi á thì mọi người sẽ thấy một cái vị đó là hơi chua chua một tí ha, hơi chua ha. Nhưng cái gì chữa nó chữa dị ứng mà là nó giải độc nó cũng là khá tốt nha. Đó vị đầu tiên. Vị thứ hai đó là gì? Đây là kim ngân hoa này, nhưng mà hiện tại bây giờ kim ngân hoa mọi người đang mua khá đắt ha. Hình như em nhớ là mấy trăm ngàn ký hay ít đâu bao nhiêu ký thì em không nhớ lắm, mà em nhớ là kim ngân hoa bây giờ gọi là đắt ngang ngửa đó ha. Còn này là gì hoa cây kim ngân của kim ngân hoa ha. Mọi người có thể dùng cành mọi người trồng được nha. Mọi người về dăm dưới đất nó là nó sống thôi. Cái này thì ở mình thì không thấy, chứ ở ngoài Bắc thì em thấy là có nhiều người trồng thành bờ rào á, trồng mở bờ rào á hả. Đây này, trồng theo bờ rào cũng được hả. Có thể là mình vì nó là một bò hả, một một bò với một đất á, nên mọi người lấy cành thì mọi người trồng nó ok. Sau đó khi hoa nó khi ra hoa thì mọi người có thể ngắt hoa đó xong mọi người phơi đi nhá, rồi mọi người dùng hãm uống như trà cũng được nhá. Tiếp theo đó là cái bồ công anh. Bồ công anh đây thì nó mọc đầy ngoài đường ha, gọi là mọc dại. Một phần dùng của bồ công anh ở đây là toàn thân, toàn cây nhá. Toàn cây đó là toàn cây trên mặt đất hay gọi là toàn thân trên mặt đất nhá. Và tính vị của kinh đây là bồ công anh nó có vị ngọt, đắng, tính hàn, quy vào ba kinh đó là can, tỳ và vị. Và thành phần của bồ công anh đó là gì? Glycosid đắng. Và ở đây đó là glycosid của nó là paracetin. Và tác dụng của nó là gì? Lợ mọc, nhuận trường, ức chế vi khuẩn kiết lỵ.
À, công dụng của nó là gì? Thanh nhiệt, giải độc, lưu huyết, lợ thấp, thông lòng, tán kết, thanh can nhiệt, giải độc, thông nhũ, trị thống và kiềm vị trị ấu. Hả? Và công dụng của bột quanh là gì? Chữa mụn nhọt, mẩn ngứa, dị ứng, viêm tiểu vú, viêm ruột, viêm gan, vàng da. Hả? Xin là mọi người tiến nhé. Thì cái bồ công anh này á thì nó chữa bên viêm tiểu phú rất là ok. Những người nào bị tắc tiếng bô, tắc tia sữa thì dùng đến bồ công anh này rất là ok. Lấy mã đắp nước thì uống trong vòng cỡ ngày 2 ngày là hết. Như thế nào, ngoài ra còn chữa đau mắt đỏ, rồi tiểu buốt, tiểu gắt, đau hồng, tắc tia sữa, ăn uống không tiêu và bụng trướng. Mà liều dùng ở đây thì mọi người có thể từ 8 đến 20 gram. Dùng ở đây có thể lấy dùng thân lá sấy khô hoặc là mọi người có thể sắc uống. Và kiên kỵ ở đây những người mà âm hư rồi hư hàn, ung nhọt, nạo vỡ mũ thì chúng ta không nên dùng nhé. Đúng rồi, cái này thường thường là gì, cái bồ công anh ở đây nó mọc nhiều lắm, mọc dại nhiều lắm hả nha. Cái này thì mọc dại đầy, mà bồ công anh mọc dại đầy ngoài đường thiếu gì hả? Là cây hoa dại mọc đầy. Bồ công anh này có nhiều nguồn gốc nha. Và cái lá bồ công anh này mọi người thấy gì à? Có nhiều người lấy vô làm rau sống ăn được cơ hả? Thì mọi người thấy là cái này nó sẽ, cái lá bột quanh này nó gì ạ, sẽ thùy rất là sâu nhá. Và có hoa ở đây có thể là màu trắng hoặc có thể là màu vàng, hiểu chưa? Cái này thường thường là mùa hè hoặc là mùa cái trong mầm mầm á thì nó mọc nhiều lắm nhá. Mọc rơi đến đâu thì nó mọc đến đó, hiểu chưa? Dùng cái lá này cộng với cọng sữa lá nhỏ giã ra tắt lấy nước uống trong trường hợp bị tắc tia sữa ha. Đó, đây là hoa bột quanh, hiểu chưa? Rớt đến đâu, rụng đến đâu thì mọc đến đó. À, giống như cây đậu quay của mình á, sao tỏi ăn luôn. Sao tỏi thì em chưa xào, chứ mà thấy mà ăn sống thì em ăn rồi, thấy cũng được chứ không đến nổi ha. Cái hoa bồ công anh này giống như cái gọi là nhiều người gọi kêu là cây đậu quay, không phải đâu ha. Cây đậu quay nó khác với cây bồ công anh nha. Đừng nhầm cây đậu quay với bồ công anh nha. Rồi tiếp theo đó là một vị nữa, đó là liên kiều. Thì bộ phận dùng ở đây là quả, và tính chất của liên kiều ở đây là vị đắng, cay, tính hàn, quy vào ba kênh, quy vào các kênh đó là tâm, đởm, thanh tiêu và đại trường. Và thành phần hóa học của cái liên kiều ở đây đó là saponin và alkaloid. Thế thì cho em hỏi là, là có những cái vị mà nó có vị đắng ấy mà nó lại không quy vào kinh tâm thì là lý do gì, hay là nó có một cái phương pháp quy kinh như thế nào vậy? Kinh ở đây thì quy kinh ở đây không coi như là một vị nó thể quy nhiều kinh đó nơi, chứ không phải là một vị nó quy một kinh đâu. Em hiểu rồi, bởi vì em cũng lý luận theo cơ bản là vị đắng thì đi vào tim, mà vị cay thì đi vào phổi. Vâng. Nhưng mà ví dụ như là cái liên kiều này nó là có tính cay nhưng mà nó không quy vào tim phế hay sao đấy? Đúng rồi, không em kinh phế, nó không bị kinh phế ha. Nhưng mà ở đây có tham tiêu, có đại trường, đấy à? Tới lại cứ vào kinh khác do nào, cứ vào kinh can này, can thường thường đi với đỡ rồi tam tiêu với đại trường, nó không đi bằng kinh phế anh. Vâng, thì em mới hỏi là có cái nguyên tắc hay là có nguyên tắc lương cao khác không, để mà khi mà em gặp bất kỳ một cái không phải có thể là không phải các cái vị này, hoặc là trong đời sống hiện đại gặp những cái món ăn khác ấy, thì mình có thể tư duy nó sâu hơn về cái quy kinh. Để quy kinh ở đây thì nó gọi là về tính quy kinh ở đây thì nói chung là một vị thuốc nó quy nhiều kinh chứ không phải một kinh. Cái này còn phụ thuộc vào cái đơn dẫn của anh là gì. Vâng. Một bài thuốc của anh không phải là có một vị này đâu, mà nó có nhiều vị anh ơi. Không phải không, ý ở đây em nói chỉ nói cơ bản là
là theo theo cái bản chất nó theo bản chất là vi kinh đúng không ạ? Tâm can thì phế thận, từ những nào bị cay á là thường thường là gì ạ? Nói quy bằng kinh phế đúng không ạ? Mà đấy thì đúng không? Cái nào là nó bị cay đó lại không quy bằng kinh phế mà quy bằng kinh khác nha. Không theo thì cái đó thì nó có theo quy tắc là lương cao khác không thầy? Hay là do cái này là do kinh nghiệm mà nói? Vì cái mình ở đây giờ thì theo kinh nghiệm người ta ghi lại thôi nha. Dạ vâng. Rồi. Dạ. Rồi về cái tác dụng và công dụng của liên kiều ở đây đó là gì? Lợi niệu, cường tim, chống nôn và tăng sức bền của mạch máu. Ngoài ra còn ức chế cái trục thuận lỵ, thương hàn, mũ xanh, ho gà, ho lao, tụ cầu và virus và nấm da. Nha. Cho nên người ta thường thường là có vị thuốc ở đây đó là gì? Liên kiều giải độc đúng không? Cái công năng của nó là gì? Thanh nhiệt, giải thử, tiêu thụ và tán kết cho mũ, dùng trong cái trường hợp đó là chữa mụn nhọt. Rồi chà nhạt, rồi giải biểu nhiệt, sốt cao, mê sản. Và ở đây chúng ta dùng là từ 10 đến 20 gram. Quả là sấy khô và có thể dùng là trong thuốc là sắc uống. Rồi đây là liên kiều, vị thuốc liên kiều. Ở đây ta dùng cái quả khô. Tiếp theo đó là giúp cá. Giúp cá thì ai cũng ăn rồi đúng không? Có người ăn được, có người ăn không được ha. Tùy theo. Được không? Và bộ phận dùng ở đây là gì? Toàn cây. Và toàn cây đó là phần ở trên mặt đất chứ không có dùng cái là rễ của nó. Bây giờ về tính vị vi kinh này là vị cay, chua, tính hàn, quy kinh phế. Và thành phần của nó là có tinh dầu, alkaloid, flavone và muối kali. Và tác dụng của nó là gì ạ? Lợi niệu, ức chế cái tụ cầu, vi khuẩn. Và công năng của nó là gì? Thanh nhiệt, giải độc. Rồi thanh thấm nhiệt, đại tràng và bàng quang. Thanh can minh mục. Rồi bài đùng. Rồi lợi thấp thông lâm. Và nó có tác dụng trong trường hợp đó là chữa phế nhiệt có mũ, viêm khí quản, ho ra máu, chữa tiêu chảy, kiết lỵ, trĩ, rồi sốt rét, viêm bàng quang, bí tiểu, đau mắt đỏ, mắt ghèn và viêm nhiễm. Và đây ta dùng là từ 10 đến 20 gram sấy khô hoặc là chúng ta có thể gì sạc uống. Đó là đối với cây giúp cá. Và cái giúp cá này có một số thì mình thấy là dùng trong trường hợp chữa trĩ cũng rất là tốt ha. Gọi là uống nước giúp cá, ăn giúp cá. Bài đồn là bài cái chất độc ra ngoài anh ơi. Đó, bài đồn là bài cái chất độc ra ngoài á. Được chưa? Đây là cái giúp cá thì mọi người cũng biết rồi. Nhưng mà cái giúp cá ở đây á thì là có người ăn được tại vì nó ký cái lời gì có một số ăn vô thì kêu có tăng đồ này kia ha. Nhưng mà ăn giúp cá là rất là mát ha, mọi người có thể xay ra uống hoặc là ăn sống cũng được. Và cái giúp cá này thì dùng trong trường hợp mà bề chữa trĩ mà để nó rút vô lại á thì thường người ta hay dùng cái giúp cá. Có một số người thì thấy dùng cái cây giúp cá này nè xay ra nó rồi uống thì nó lại có tác dụng như là nó sẽ kéo được cái búi trĩ, gọi là thu cái búi trĩ về. Vậy một số người mọi người nghe đến cái bệnh mà rò hồ môn chưa, nghe đến cái rò hồ môn chưa, bị rò hồ môn giống như bị trĩ vậy đó. Có rồi thầy. Thì người ta cũng dùng cái giúp cá này nè. Hiện tại bây giờ cũng là thị trường, nhưng mà em nhớ như là có cái viên giúp cá đúng không ạ? Có viên giúp cá đúng không ạ? Dạ, có hết đây. Dạ có hết thầy. Cái viên giúp cá này có cái bột đủ. Có bột giúp cá nữa thầy. Dạ. Rồi người ta làm cái bột giúp cá là đắp lên mặt để gom những cái mụn mủ á thầy, em nghe nói gì. Rồi thanh can minh mục đó là gì ạ? Sáng mắt anh ơi. Thanh can minh mục ha, sáng mắt ha. cái này thì trong trường hợp mà chữa mà cái bên trĩ anh thấy thường thường là hoặc là rò hồ môn á thì người ta thường thường dùng cái viên giúp cá người ta uống á thì thấy gọi là có hiệu quả ha, trong trĩ với lại cái mà bị rò hồ môn ha. Đó là cái giúp cá ha. Tại cái giúp cá là ai ăn được rất là tốt. Nhưng mà có nhiều người không ăn được nha. Tiếp theo là cây xà ca, mọi người biết cái xà ca không ạ? Biết không ạ? Biết xà ca không? Chắc dạ biết. Có. Xà ca ở đây là cây rễ quạt á, hay gọi là cây rễ quạt. Và mọi người lấy cái rễ của nó. Khi mà người nào mà bị ho á, trong trường hợp bị ho á, á thì mọi người lấy cái rễ đó mọi người ngậm. Nhưng nó chữa ho cũng được nha. Thì bộ phận dùng ở đây là thanh rễ. Và tính vị của nó là vị đắng, cay, tính hàn, quy kinh phế, từ kinh can. Thế là thành phần hóa học nó là glycosid. Và tác dụng của nó là có tính gọi là nó kháng khuẩn, kháng viêm. Và được dùng trong trường hợp nó là thanh nhiệt, giải độc, tán huyết, tiêu đờm, giải khí, thông kinh hoạt lạc và lợi tiểu tiện.
và được dùng trong trường hợp đó là chữa hậu hồng, sưng đau, ung nhọn, viêm hậu hạt, viêm hậu mãn tính, cảm, ho nhiệt, ho cơ đờm, khó thở, tiểu tiện bí kết, đau bụng kinh, trướng đại bụng, và không dùng cho những người mà bị hư hàm hoặc phụ nữ có thai. Liều dùng khoảng từ 4-12 gram. Thì cái rải quạt ở đây trong trường hợp mà mọi người mà ho á, thì trong trường hợp ho mà viêm giống như là trong trường hợp mà bị hậu hạt hoặc là viêm hậu mãn tính á, mà ho nó không dứt được á, thì mọi người có thể dùng đến gì, nếu như dùng cam thảo mà thấy không ổn á thì mọi người có thể chuyển qua dùng về rải quạt, và mọi người lấy cái rễ cái rải quạt này mọi người ngậm á thì nó cũng chữa được. Nhưng mà hiệu quả như thế nào thì cái này thì mình không biết được. Không biết ở đây ai để dùng cái rễ của cây rễ quạt này mọi người ngậm để chữa ho chưa? Thầy ơi, em từng ngậm rồi thầy ạ, nhưng em không biết cái cách bào chế như nào, chứ ngậm sống là nó bị bong chóc, nó nóng cả họng, nó bỏng bóc cả niêm mạc ra đấy thầy ạ. Thì ngậm nhiều là đúng rồi, chị ngậm ít thôi chứ chị ngậm chi nhiều dữ vậy? Dạ thế ạ. Em ngậm một lát mà, em ngậm một lát. Một lát to hay nhỏ? Một lát cắt rất mỏng thôi thầy ạ, thế mà nó cũng bị bong cả niêm mạc họng đấy. Rồi, thì ngậm ít thôi, đừng ngậm nhiều ha. Thì cái nào nó cũng có cái tác dụng của nó hết ha. Cái này thường là lấy một lát nhỏ thôi, chứ không lấy lát lớn nha. Ngậm ít ít một, chứ không phải là ngậm nguyên một cái lát lớn đâu chị. Nhá. Rồi. Dạ, hay là phải nướng lên ạ thầy? Nướng như chứ đâu, chị phơi khô chị ngậm cũng được, chứ cần gì nướng. Nó không gì dùng tươi thì ngậm cũng được. Nhưng dạ, mà thì ngậm ít thôi, ngậm ít thôi chứ không ngậm nhiều. Đấy. Vâng ạ, vâng ạ. Ngậm sợi tan, ngậm 5 phút thôi mọi người ạ. Thì ngậm nó hết bị là được. Rồi, tiếp theo, ai đã dùng sạc can mà chữa ho rồi nào, em tiếp tục vào một ý kiến nữa nè. Dạ, thấy, em cái vùng rồi thầy ạ. Thấy như thế nào ạ? Dạ, nó cay, nóng ạ. Cay, the, nóng hả chị? The, rồi, the. Đúng rồi, nhưng mà chữa ho như thế nào ạ? Mọi người... Dạ. Em nói chung là mới ho mà ho nhẹ thì mình cứ bứt miếng lá xạ can thôi, cũng chẳng cần phải dễ. Em ngậm một sốt thì là nó sẽ dịu cái họng lại, nhưng mà riêng ngậm xạ can á thì chỉ ngậm khoảng độ mấy phút thôi, 3 đến 5 phút thôi thì mình bỏ ra, sau đó thì nếu mà cần thì mình lại ngậm tiếp, chứ không là nó sẽ cháy họng luôn ạ. Đúng rồi. Rồi, ở đây anh Lợi đã dùng rồi, chị ho gà rồi ạ. Anh Lợi dùng chị rồi đúng không anh Lợi? Rễ quạt và rễ cái chân à, sáng đủ cái ngọc hai vị rồi. Ok, hồi nhỏ mình trị cái này khá tốt. Gần như cứu sống mình, tại vì mình ho mỗi lần lên cơn ho là gần tắt thở hồi đó khoảng 4-5 tuổi. Mình uống cái này cũng khá lâu, nhỏ thì không nhớ, nhưng mà chỉ mỗi lần sinh cái này rất là khó, ở quê sinh rất khó nên mình chỉ nhớ ấn tượng nó như vậy. Dạ, vậy là anh có chữa rồi đúng không ạ? Ok đúng không ạ? Thì nói chung là trong trường hợp mọi người ho thì mọi người có thể dùng một là cam thảo, và thứ hai là gì, cái rễ của cây xà can này ha. Yeah. Mọi người có thể dùng trong trường hợp mọi người dùng chữa ho. Rồi bây giờ mọi người nghỉ giải lao khoảng 15 phút ha, đến 10 rưỡi chúng ta học tiếp ha. Hôm nay thì mình sẽ cho mọi người nghỉ sớm. Mình trưa thì học đến 11 giờ, chiều bắt đầu từ 1 rưỡi, mình học cho đến 2 rưỡi ha. Rồi sau đó, tại vì là ở đây thì chắc chắn ngày mai ngày mốt thì có một số người là sẽ thi, cho nên mình sẽ nghỉ sớm cho mọi người ôn ôn để thi ha. Dạ, mọi người đồng ý mà. Dạ, coi hình cái sạc dạ, cảm thầy. Dạ, cảm ơn thầy nhiều. Dạ, rồi. Tụi em chúc mừng ngày 20 tháng 11, thầy thật là nhiều sức khỏe và em dạ, vui dạ, nha thầy. Dạ, cảm ơn mọi người. Dạ, dạ. Dạ. Rồi, mọi người nghỉ giải lao khoảng 15 phút thôi, chúng ta chỉ nhắc. Dạ, thầy ơi, em nói cái này không thầy? Thầy dạ. Có thể thầy gửi cái file boy này cho các bạn trước, được mấy bạn xem để cho nó hiểu trước cái vấn đề khi mà vào cái bài giảng thầy, mấy bạn hiện không dạ. Hiểu cái chỗ nào mấy bạn hỏi lại là nốt lên trên cái file cái tờ giấy của mình luôn á thầy, nó dễ chứ mà khi mình học xong rồi mình phô rồi, lại rồi, coi là rồi, thầy chừng nào cái này thi dạ. Kết thúc môn thưa thầy thì dạ nào? Chưa mà rồi cái này hả, kết thúc môn khi nào thi kiểm tra kết thúc môn thì biết rồi đúng không? Cuối khi nào mà thi kết thúc môn á là do nhà trường sắp xếp ha. Còn kiểm tra kết thúc môn là buổi cuối thì giống như hôm bữa đó gì mọi người làm bài tự luận rồi sau đó gửi cho mình hả, giống là lâu giờ. Dạ dạ cô, em cảm ơn thầy. Thằng về lá ở đây hả, thằng về lá ở đây cây húng chanh thì mọi người có thể là chân với đường phèn hả, chân với đường phèn mọi người uống nha. Đó. Cần về lá đây cái húng chanh.
Chị ơi, em xin chia sẻ cái tàn dài lá với chị một chút á. Là em hay dùng cho ở nhà em á. Là alo. Dạ mình nghe. À, là mình hái khoảng chừng một nắm khoảng chừng từ 7 đến 9 lá tầng. Mình rửa sạch đi, cái mình sắc ra. Cái mình bỏ thêm khoảng chừng 2 lát gừng mỏng với lại một cái trái tắc đó chị. Trái tắc cái mình cắt làm đôi, cái mình bỏ cái hạt đi. À, rồi mình cho một tí đường phèn vô, cái mình chưng cách thủy. Chưng cách thủy lên thì cho các bé hoặc là người lớn mình uống. Uống cái nước đó thì con trẻ em thì nó không ăn được cái xác, nó chỉ uống cái nước thôi. Còn người lớn thì mình ăn luôn cái xác đó, là trị ho rất là hay á chị. À, ở nhà em là thường dùng cái đó và luôn luôn trồng cái cây rau tầng dày lá đó, đó để trị ho đó. Dạ cảm ơn dạ. Bạn. Ừ, mình cũng dạ. Cũng làm giống bạn, nhưng mà thường rất là chia sẻ thêm là cái phần cho lắp gừng với lại tắc. Tại vì thường mình chưng riêng tắc thì khi là cái giai đoạn nào mà chưa có ho nặng á, thì mình thường để sẵn cái hộp tắc trên đường phèn mật ong đó để chữa cho các để mình phòng ngừa ngay tiết thời tiết như bây giờ nè, thì nó không đục thì nó sẽ dễ bị cúng thắng hay gì đó, hoặc là bắt đầu sổ mũi ha, thì mình dùng tắc trên đường phèn trước. Còn trong trường hợp nó bị nặng rồi đó, bắt đầu ho giống như nãy anh chị ảnh nói, nó ho rút ruột rút gan như ho gà á, đầu mình xà mình chưng như chị chia sẻ là chưng đường vàng thôi, nhưng mà rất là cảm ơn chị thêm cái phần gừng cho nó ấm với lại đúng rồi con mà giống lớp như nó ăn được luôn cả cái cái á thì rất là đúng rồi chị, giống như người lớn giống như người lớn của mình là mình ăn luôn cái cái. Còn trẻ em thì không ăn được cái thì mình cho nó uống cái nước thôi. Đúng rồi, mà nó có cái tinh dầu đó là hết. Tại vì cái này mình cũng chia sẻ luôn là hồi lúc con mình nó bị nặng á, nó ho mà nó ho ngày ho đêm nốt ruột mà trường không cho đi học luôn á. Thì cũng chưng thử một chén như vậy cho con uống. Nhưng mà con thấy cái mùi tinh dầu á, nó ngái quá con không ăn. Nó sợ. Đúng rồi, không thì uống luôn cái nước. Thế là đi phải cho đi bệnh viện để uống hai liều, hai lộ trình của thuốc ở bệnh viện là hai tuần. Đúng rồi, hai tuần. Nhưng mà con vẫn không dứt. Cái thế là mình lại nói thôi bây giờ bắt đầu uống thuốc, cái thuốc là ói luôn rồi, sợ rồi. Thì mình nói thôi bây giờ con ăn cái này dễ chịu hơn. Thế là mới chịu ăn một chén chân đó thì là bạn hết liền. Giảm liền luôn. Luôn. Thế mới nói là tại sao lúc học con mẹ chân con không uống, thôi thì giờ con đỡ hai tuần thuốc và con được đi học. Đó, thì cái đó mình cũng chia sẻ, nhưng mà rất là cảm ơn chị thêm cái phần kia. Nên lâu lâu mình mai mốt mình làm, mình sẽ làm vậy đúng như chị nói. Cũng trồng, lúc nào trong nhà cũng có trồng bụi, mấy bụi cái tầng đó. Thì mình lúc này cũng trồng một cái chậu đó vậy đó. Hoặc là có những người á chị, giống như là ho quá mà không có thời gian để chưng giống mình á, là người ta hái dài lá, người ta rửa sạch, ta nhai luôn á chị. Và đó là nhà bạn em á, giống như là bận quá không chưng được, cái hái nhai sống luôn, hoặc là bỏ dài hạt muối thôi, nhai sống vô thì giảm ho rất là hay. Ở nhà em hay dùng cái ho bằng cái phương pháp đó. Ngày xưa khi mà mình có thai á, thì bác sĩ, cái này bác sĩ Tây Y luôn nha, bảo rằng là tụi mình đã được uống thuốc thì bác cho cái viên dầu cá đó. Bác nói là cái này bà bầu uống không sao cả. Thì giới này cũng chia sẻ là khi các ho rồi kiểu như mình giống viêm họng á, mình thời tiết hay bị viêm họng, thì bác nói con chị em cứ uống cái này đi. Nó gồm có, nó cái tên nó là trăng tâm, tức là tầm với trà với gừng. Thật một cái viên như viên tinh dầu á đó, là cái mình uống thì mình uống lên thì nó tan cái viên đó, nó sẽ tan ở trong cổ họng mình đó, cái mùi tinh dầu tầm, ở cái vị nồng nồng của gừng.
cũng dễ uống lắm. Thì cái này nếu mà cái bia nó màu đỏ đỏ đúng không chị? Đúng rồi, cái bia uống nó màu đỏ đỏ đúng không chị? Đúng rồi, nó màu giống như gọi là cha cô tăng vậy đó. Đúng rồi, cha cô tăng á. Dạ dạ là dạ cha cô tăng đúng rồi chị. Trà gừng tầng á, cha cô tăng. Trà ngưng là nó cha ngưng, tại vì nó là viết tắt của hai của ba chữ là trà nè, gừng nè, tăng nè, cha cô tăng đó chị. Dạ dạ thì mọi người chia sẻ với nhau thì để khi mà mình không cần dùng thuốc đâu. Cái này cũng nói luôn là khi mà mình dùng cho con mình như vậy thì bạn mình á là cũng đi Hà Nội chuyến đó là cũng cuối năm, cả gia đình đi ra đó chơi, thế là thay đổi thời tiết quá là bị nặng lắm, uống ba tuần hết luôn kháng sinh mà lại con của bạn ấy bị suyễn nữa. Thế là nó sợ quá, rơi đây rơi lại Sài Gòn mà không biết uống bao nhiêu thuốc. Tức là họ cũng có tiền để thuốc xỉn, thuốc gì chắc cũng có hết. Nhưng mà không hết, cái cuối cùng mình mới nói vậy thôi, để về hái rồi đem cho chân sẵn lên, mình cũng làm sẵn cho bạn luôn. Cái bạn uống xong cả nhà không. Cái mấy sau này bạn đi qua Mỹ định cư á, bạn nói giờ tôi không biết làm sao mà tôi qua đó mà lỡ con tôi nó lên cơn suyễn mà nó bị như vậy tôi không biết sao. Thế mình đóng gói cho bạn, mình chân sẵn một số mình làm tươi cho bạn, đưa cho bạn luôn, nói cách nào đó bạn chia ra, tại vì cái đó mà đi mà để nguyên một ổ to thì sợ là người ta cho nghi là cái hóa chất vô thì sao bạn người đi ta không cho vô đây. Đúng rồi anh nói tại vì thật ra họ không có thiếu thuốc đâu, họ vẫn không thiếu thuốc, nhưng mà vì ở đây cũng có kinh nghiệm uống rồi mà không có hết, uống ra liệt luôn không hết, thế là cuối cùng bạn phải đóng gói cái đó để đi. Thì cái này cũng chia sẻ với nhau để mình có cái kinh nghiệm gì để mình dùng để mà nó đỡ đỡ nhiều thứ, nó đỡ đã hại đỡ độc nữa. Cảm ơn chị. Em cảm ơn chị. Dạ em thấy một người này kinh nghiệm một ít quá trời luôn, thế mà vẫn có thanh niên nào đấy cứ hét lên như bị cắt tiết. Ôi trời ơi, cũng thôi cũng thông cảm. Chia sẻ với các bạn cái bài này chữa cho trẻ con ho rất hay nha. Nói chung là các cái bài ngâm quất này, gừng chanh này, các cái thứ lá tần dày lá vân vân á, thì một số trẻ là nó thấy cay gì đắng là nó rất là khó uống. Thế nhưng mà riêng á, mình có cái bài này là chữa cho con và rất là nhiều người tuyệt vời, đó là cái củ cà rốt đó. Nó đốt xay nhuyễn ra, sau đó là cho mật ong đổ ngập vào, sau là nó ra cái nước đó, là cứ thế cho con ngậm thường xuyên, ngậm trong ngày nhiều lần, nói chung là cứ xíu lại cho ngậm, xíu lại cho ngậm thì hết tất cả các ho, tuyệt vời luôn. Còn riêng ho gà thì mình làm như thế này cũng rất là ngon và con cũng khỏi ho. Chị ơi, chị cho em hỏi nếu là cái chỗ mà ngâm cà rốt á, thì thí dụ mình xay ra mình đổ mật ong như mình ngâm trong bao lâu mình sẽ dùng được cái nước nói đó chung chị? Là có thể dùng luôn được đấy, mình dễ ngay luôn được, bởi vì cà rốt á nó rất là lành và khi ép nước là mình có thể uống được ngay, nên là khi mà cho mật ong vào ấy thì mình có thể uống được ngay, và cái đấy đã có thể để đại kín, không cần phải để tủ lạnh, để đại kín ở ngoài và nó lên men thì lại càng tốt cho cái họng của con. Thì mình có thể dùng 2-3 ngày và bình thường bạn cứ để thoải mái, nó cũng không hỏng được. Đấy. Lên men là... càng lên men càng tốt, rất là hay nhá. Một cái bài nữa mà chữa ho và ho gà thì tuyệt vời nữa luôn, kể cả trẻ sơ sinh. Trẻ sơ sinh có những đứa trẻ mà ho suốt ngày suốt đêm, hoặc là đêm ho hoặc gần sáng ho hàng tràng ấy, rất là sốt ruột và uống tất cả các loại kháng sinh đều không khỏi. Thì mình chỉ cho một bài này là uống cái là hôm trước hôm sau là rất luôn. Đó là hoa hồng bạch. Hoa hồng bạch thì mọi người lưu ý là hoa nhà trồng. Bây giờ nói chung mọi người trồng hoa hồng nhiều nên là dễ xin lắm. Hoa hồng bạch, hoa hồng màu trắng á, mà càng hồng cục thì lại càng tốt. Nó rất là thơm và nó rất là nhiều tinh dầu. Thứ hai nữa là hẹ. Hẹ thì thực ra thì người ta cũng nói là trẻ em trai 7 cây rồi trẻ em nữ là 9 cây, nhưng mà chúng ta thì cũng không hẳn thế. Mình cứ cho khoảng từ 5 đến 10 cây tùy theo cây to cây nhỏ. Cây nhỏ thì mình có thể cho lượng nhiều hơn. Đấy, thì mình cho con uống cái đấy cộng với quả tắc á, thì cho khoảng nửa quả thôi. Nếu như là trẻ em sơ sinh kiểu nó chỉ trong vòng 1 tuổi ấy, thì cho nửa quả thôi, sợ chua nó không ăn được. Hoặc là khi mình cho vào thì mình bắt cái quả quất cho nó bớt cái nước chua đi,
Đấy, xong mình hấp thì chủ yếu là lấy tinh dầu và một chút cái chua quả quất. Quả quất thì ta tắc đó, là miền Nam gọi là tắc. Với lá chanh, cho khoảng độ 3 cái lá chanh thái. Cắt tắt ra xong cho vào cộng với một nhánh tỏi. Đấy. Thế thì khoảng và nếu như mà có đu đủ, nếu như ho gà thì cần hoa đu đủ, còn nếu ho thường thì không nhất thiết phải đu đủ đâu, hoa đu đủ đâu. Có hoa đu đủ thì mình cũng cho khoảng độ 5 đến 10 cái nụ, tùy loại nhỏ to đấy. Nói chung là to to quá thì mình cho khoảng 5 thôi hoặc là 7 thôi. Đấy, còn nhỏ thì mình có thể cho 10 hoặc là cho hơn một xíu. Với cả tùy độ tuổi, mà lớn hơn thì mình cho lượng cái đu đủ nhiều hơn. Đấy, thì tất cả những cái này rửa sạch xong đó là cho vào một cái bát cơm, cho vào nồi cơm hấp lên. Thì không cho nước, nó sẽ đọng lại một ít nước và mình lấy cái thìa mình nghiền nghiền nó ra, nghĩa là nó ra được khoảng độ 1-2 thìa nước ấy. Thì bỏ cho thêm nửa thìa mật ong vào cho nó hơi thao thảo một tí. Thì cho trẻ uống thì cứ trẻ nào cũng uống ngay, rất là ngon ngọt mà thơm nữa. Đấy, mà chị, ho cái là tuyệt nọc luôn, hay lắm. Chị, em nghe nói là đu cái bông đu đủ á, là phải là bông đu đủ của cái cây đu đủ đực mới được, đúng không? Hoa đu đủ đực mà, mình vừa bảo hoa đu đủ đực ấy. À dạ, hoa đu đủ đực mới được, không phải hoa đu đủ dạ. Cái dạ, hoa dạ đu đủ đực là cái nụ của nó đó, cái nụ bé bé đó. Và bạn nói cái nguyên liệu rồi thầy bạn. Đấy, là tự những cái đó con mình nha. Cái lúc mà đi nó bị ho, lúc đấy chỉ có loạn là chưa đến một tuổi thôi, mà ho là ngày nọ sang ngày kia, đi khám mấy bệnh viện, uống bao nhiêu là kháng sinh không hết. Sau đó thì đi lên Hà Nội khám thì người ta kết luận là ho gà. Thì mình mà cho cái đơn thuốc rất là nhiều, có cho cả khí dung rồi rất là nhiều thứ, tốn tiền cực kỳ, nhưng mà sau mình không mua cái gì hết. Mình bảo đi riêng họ ho gà thì mình biết mình chữa ngay được. Thế là về á, đi ra quanh quẩn cái vườn hái mấy thứ thôi. Thế là quanh chạy đạp xe quanh khu để kiếm cây hoa đu đủ được. Thế là xin được mấy bông cái là về hấp cơm cho con cái, thì đêm đó là im luôn, không có ho hắng gì hết. Thế rồi học sinh học trò mình tới rất là nhiều người có con bé mà ho có khi là ho nhiều tháng không dứt, cứ ho chàng chàng luôn, mà ho bố mẹ sốt ruột luôn. Thế cho chỉ cần mấy lá đấy là hết sạch luôn. Đấy. Bạn nói lại cái hoa đu đủ đực này, mật ong này, gì nữa? Hoa đu đủ đực này, bông hoa hồng trắng, cái hoa hồng bạch ấy, mình lấy cái cánh của nó thôi. Đấy, rồi một nhánh tỏi, quả tắc với 2-3 lá chanh, với cả hẹ nữa. Chị ơi, lấy nước không thôi à, lấy cái nước uống thôi. Đúng rồi, bỏ đi thôi, vì trẻ em mà mình chỉ cần uống bã thôi. À, mình chỉ uống nước thôi. Còn bã thì mình thích ăn hay là cho kể cả cho vào cháo vẫn bình thường. Thì nó như rau thôi. Những cái đấy nó toàn lành hết rồi. Nó kết hợp với nhau tuyệt vời. Mà mật ong ấy thì không có hấp nha. Mọi người lưu ý là riêng mật ong á là không nên hấp. Bởi vì mật ong á, là nó có rất là nhiều các vitamin và nó có cả các cái vi sinh có lợi trong cái mật ong rất là nhiều. Vì là cái quy trình lấy mật ong á, là con ong nó đi lấy mật hoa nguyên chất, xong nó qua cái tuyến mục của nó, xong nó lại có một cái đường khác không phải đường vệ sinh, nó tiết ra cái chất mật. Đấy, sau đó là nó qua 2-3 lần con ong rồi nó mới tiết ra cái mật, cất vào trong tủ cơ, cất vào trong cái ổ của nó, trong cái tổ của nó đấy. Thế thì nó rất là nhiều cái vitamin và khoáng chất, là không nên hấp. Hấp là mất hết những cái giá trị đấy. Thứ hai nữa là mật ong á, người ta nói là trẻ sơ sinh không được dùng, nhưng mà thực chất là trẻ sơ sinh thì không nên dùng những loại như là mật rừng hay là cái mật mà người ta vắt bằng tay, nó nhiều tạp. Mà mình chọn một loại hoa và biết là cái mật đó phải là thật chuẩn đấy, mật chuẩn một loại hoa thôi, thì bạn sẽ yên tâm không có lẫn tạp. Nó bị dị ứng là do cái tạp, do là phấn hoa, và dị ứng nhiều nhất là do cái con ong non. Mọi người ăn các cái côn trùng á, hay dị ứng nhất thì cái con ong nó cũng là một dạng côn trùng. Khi mà cái ong non á, nó bị vắt, nó nát vào trong cái mật ong á, thì nó tiết ra những cái chất mà có thể, nghĩa là những cái đấy nó giữ lại trong mật ong thì nó có thể gây dị ứng. Thế nhưng mà nếu như mà trẻ mà nó tùy đứa, có đứa dị ứng có đứa cũng không,
Nhưng mà những đứa nào cơ chế dị ứng thì nó gặp cái chất của con ong thì là nó ong non đấy nó chết, nó tan trong đó thì là nó sẽ bị dị ứng. À, như con nhà mình dùng mật ong từ bé nhưng mà mình dùng mật ong rất là xịn sò, mật ong chuẩn thì không bao giờ sao hết. Đó. Chị ơi, chị chia sẻ cái cách mà mình biết được cái mật ong sao là chuẩn đi chị. Tại vì bây giờ em biết là mật ong chuẩn ở ngoài rất là thứ nhất là giả. Thứ nhất là mua của người nuôi ong trực tiếp tử tế. Còn bây giờ mình biết là cái mật ong bán thị trường không là quá là lộn nhộn luôn. Đấy, không dám mua bên ngoài. Ủa chị, à, có nghĩa là mình mấy chục nghìn một lít nuôi hả chị? Chị ơi, mật ong nuôi sẽ chuẩn, mật ong nuôi như một loại hoa. Và mua của người mà nuôi ong người ta gọi là có tâm á thì là chuẩn nhất. Đấy. Thì như này mình có thể chia sẻ như này, tại sao mình nói mật ong nuôi và nó khác mật ong rừng như thế nào. Mật ong rừng là lấy tạp loại hoa, không ai quản lý cái ong đấy cả, đúng không? Nó ở trong rừng, nó có thể cái mật của nó từ tháng này đến tháng khác chị. Thì đúng rồi, mật ong rừng là tự nhiên đấy. Đây là mình đang nói là cái chất lượng tự nhiên nha, chứ mình không chưa nói đến cái độ pha hay gì. Đấy thì là nó cũng có thể lấy nhá. Ví dụ như bạn thấy là có một bông hoa nở ngoài vườn thì mình cũng thấy có con ong đến, thế mình đánh dây một miếng kẹo hay là cái tí đường ra ngoài sân, đúng không, thì cũng thấy ong nó đến, thì cũng là ong ong rừng hoặc là ong ấy thôi. Thế nhưng mà nếu như mà bạn cái mật đấy nó mang về tổ thì nó sẽ thành tạp, nó đủ thứ nó vào cái tổ ong đấy. Đấy, và hoa rừng thì đủ thứ hoa độc, hoa không độc hay là phấn hoa nữa, nó cũng nhiều cái phấn hoa độc đấy, thì mình cũng không kiểm soát được. Thế nhưng mà khi mà lấy mật thì cái người lấy người ta chỉ biết là cắt cái tổ xong người ta vắt, vắt bằng tay và có cái túi lọc thôi, chứ người ta không thể tách được là cái phần ong riêng nhiều ra và nó kiểu gì nó cũng lẫn. Đấy, thì thứ hai đó là tay rồi cái dụng cụ dơ, nó không có đạt yêu cầu. Còn cái mật ong nuôi ấy, mà với như nuôi hẳn hoi nuôi chuẩn ấy, thì ấy là cái mùa mà con ong nó đói mật thì nó đi lấy khắp nơi làm cũng mật tạp. Nhưng mà đến mùa hoa ấy thì con ong nó rất là khôn, như con người mình trên mâm cơm ấy. Có cái món gì ngon chắc chắn mình sẽ thích ăn cái món đấy. Thì khi mà cái mùa hoa nó nhiều như là mùa hoa nhãn này, mùa hoa vải này. Xin lỗi chị nha. Xin lỗi chị nha, chị nói vậy thì tại sao mà ong rừng tới 1 triệu mấy còn ăn đúng rồi, đây đây mình sẽ giải thích. Dạ dạ đúng rồi, đúng rồi đó, em cũng tính hỏi chị đó là đây đây rồi mình sẽ thị trường á, mình sẽ mật ong rừng nó rất là mắc luôn á, mật ong thiên nhiên nó mắc hơn chị nói tại vì chị nói sai rồi. Cái mật ong nuôi là nó nuôi bằng đường với mật mía, đúng không, phân biệt cho nó rõ. Đây mình nói như này, đây mình đang nói mật ong chuẩn là khi người ta mang ong đến vùng hoa thì người ta sẽ quay bỏ cái vòng tạp đầu tiên, người ta bỏ đi. Cái mật ong đấy đa phần là người ta bán cho những người mà người ta dùng để là chế thuốc, nghĩa là viên thuốc, hoặc là trước đây thì bán cho gấu rất là nhiều. Cái người mà nuôi ong chuẩn chuẩn xịn đó thì chúng ta là cái ong ha, ong 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 ong. Đúng rồi, cái mùa mà tại vì bạn không nuôi ong bạn không biết, để mình nói cho, nếu như mọi người á, bên em á, ông rừng ông chị kiến thức đâu chị nói em cũng hết nè. Ôi, mọi người muốn mình chia sẻ thì chia sẻ, còn không thì thôi điện thoại nói đi trên lớp học là sao cứ cãi nhau ồn vậy ta. Mấy anh chị ơi, mình bình tĩnh mình nghe mấy chị chia sẻ không? Nghe rồi giống như mình phản hồi. Không, dạ đúng rồi, giống như mình nghe chia sẻ để mà mình chia sẻ rất là đúng đó. Dạ, giống như mình chia sẻ để mình hiểu được cái kinh nghiệm thôi. Giống như khi có những cái mình thắc mắc cái người dặn cái người mà người ta bán rồi là giận nhau như vậy không vui. Dạ. Không thì đây mình so sánh để bạn thấy thôi. Không nói dạ, sai. Dạ dạ chị. Mật ong rừng hay mật ong nuôi nó thế nào? Thì cái mật ong mà người nuôi tử tế nhá, mình không nói là cho ăn đường hay là cái gì. Là khi người ta mang đến vòng ong là người ta quay bỏ cái phần mật đầu tiên đi, thì đến cái vòng thứ hai người ta mới bán là cái mật rất là chuẩn. Vì con ong này ví dụ bạn mang đến vòng hoa nhãn ấy, nó không lấy hoa khác đâu, nó chỉ lấy hoa nhãn thôi, bởi vì hoa nhãn là hoa quý nhất của cái lúc đó. Kể cả có hoa vải là cái loại mà nó cũng tương đương, nó gần bằng hoa nhãn, nó cũng không lấy mật hoa vải, nó hết hoa nhãn nó mới lấy mật hoa vải đấy là nha. Mà hai nữa là khi bạn chọn mua ong á, mua mật ong bạn hỏi là ong nội hay ong ngoại. Nếu ong nội ấy thì nó sẽ không ăn tạp, nhưng ong ngoại ấy thì nó sẽ ăn tạp hơn là cái ong Ý á.
nó ăn phàm chị, hơn. Ông nội là sao chị, cho em hỏi. Thì ông nội là cái ông vốn là bản địa của Việt Nam mình, còn cái ông ngoại là ông Ý là du nhập từ nước ngoài về mà đến vườn nuôi ong. Có nghĩa là người nuôi ong người ta phải nhập nhập những con ong đó về đây để người ta nuôi hả chị? Dạ. Cái ông Ý này là cái mật hoa cà phê ấy, mật ở Tây Nguyên là rất là nhiều, đa phần là ong ngoại. Bạn đến vườn nuôi ong nhá, chỉ cần là chụp cho tôi cái hình của vườn nuôi ong. Nếu như cái thùng ong mà để lác đác á, xiên xẹo ấy, thì nó là ong nội. Còn nếu như mà để băng thùng với nhau á, một hàng một dãy ấy, mà để rất là nhiều, rất là mau á, thì đa phần là ong Ý. Thì là khi mà ong ngoại đúng không chị? Đúng rồi. Thứ hai nữa là cái tổ ong Ý ấy, thì nó to hơn, nó đựng được nhiều mật hơn và ong đấy nó ăn tạp nhiều hơn. Nên là cái mật ong á, mà ong Ý lấy thì nó sẽ rẻ hơn là mật ong nội. Đấy nha, mình phân tích gấp giá để cho các bạn thấy này. Thứ nữa là tại sao mật ong rừng lại đắt hơn? Cái người đi lấy rừng á là người ta leo cao rất là đau. Leo cao rất, nếu như là xảy ra tai nạn thì nó rất là nguy hiểm. Giá trị lấy của nó là nó cao. Hai nữa là nó số lượng nó rất ít. Tôi chả cần bán đâu. Tôi chỉ cần bán là được 1 lít là tôi 1 triệu là tôi có thể là 1 tháng tôi bán mấy lít là được rồi. Đúng không? Nhưng mà cái người mật ong nuôi là đến mùa người ta nuôi được nhiều, người ta tính thành giá sản phẩm là chi phí nuôi ong bao nhiêu lâu, dưỡng ong bao nhiêu lâu, khi mà đi lấy mật thì tốn bao nhiêu tiền vận chuyển, đi vận chuyển lại. Người ta tính ra giá thành thì cái mức mật nó sẽ giá ở trung bình. Còn cái thầy người mà nuôi ong mà đệm thêm đường. Thầy vô cái chị ơi. Thầy về thì thôi, ok. Dạ rồi, cảm ơn chị nhiều nha chị. Dạ. Còn lúc nào mình chia sẻ thêm. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Cái đây là cây rễ quạt hơn hay gọi là cây xà ca nha. Dạ, em đi cùng Phúc. Dạ. Nói chung về cái mật ong á thì mọi người chắc nhiều người cũng biết cách thử mật ong, gọi là mật ong thật hay mật ong giả rồi đúng không ạ? Mọi người lấy cái chén nước ra mọi người thử là dễ nhất. Dạ. Đó đúng mật ong rừng hoặc là mật ong nuôi. Dạ. Thì theo em thì em chỉ thử thôi trên cái chén nước thôi. Em từ nhỏ từ trên chén nước em nhỏ xuống thôi. Thằng nào tan hết, thằng đó là gì ạ? Mật ong nuôi. Còn thằng nào không tan là mật ong rừng. Dạ. Dạ, cái đó là cách thử của em. Còn nhiều mọi người thì có nhiều cách thử khác nhau. Dạ. Dạ. Rồi thì mật ong này thì người nào biết nhiều hơn nữa thì chia sẻ cho mọi người ha. Dạ. Còn đây là cây mà xài can cho mọi người đây, hay gọi là cây rải quạt á. Thì cái này thì mọi người nó trồng rất là nhiều hả. Dạ. Mọi người thì trồng ở nhà ha. Dùng trong trường hợp đó là khi mà ho mà không được thì mọi người thì dùng đến cái rải quạt. Và chữa ho này có nhiều cách chữa. Thứ nhất là gì? Tầng dày lá. Thứ hai là gì ạ? Cái cây hoa đu đủ đực á. Mọi người cũng chưng lên với đường phèn ha. Mọi người uống thì nó cũng chữa được ho nhá. Nhưng mà gì trong trường hợp mà ho mà gọi là gì, những người mà bị viêm họng hạt á, chữa hơi khó một tí á, chữa viêm họng hạt á, thường thường nhiều người còn đi đốt họng, đi đốt đúng không ạ? Thì ngoài cái đu đủ đực với là tầng dây lá thì chúng ta còn có cái gì, xà can ha. Dùng để chữa ho, và cái này mọi người ngậm, nhưng mà ngậm lên ngậm ít thôi, đừng ngậm nguyên một lát lớn ha, cứ ngậm một lát nhỏ ra ha. Đây là nguyên cây mà cây rải quạt, thì là mọi người nhìn nó giống như cây gì, đừng để dùng như giống như cây là tứ phương ha, hay giống cây hành ha. Đây là cây rải quạt ha. Tiếp theo đó là cây xương tâm liên. Cây xương tâm liên đây là chắc chắn là trong cái mùa dịch này nhiều người đi mua cây xương tâm liên này đúng không ạ? Có không ạ? Cái đi mua xương tâm liên không ạ? Có không? Ừ. Cái đi mua cây xương tâm liên đâu ạ? Có thầy, có thầy, mà nghe nói là giả nhiều lắm, thầy là chả biết. Thì đúng rồi, giả rất nhiều là nhiều. Hả? Cây xương tâm liên này á thì mùa hồi lâu mà chưa có thuốc mà chữa sốt rét á thì cái xương tâm liên này thì để chữa sốt rét. Nó gọi là gì, nó sẽ kiềm chế và để duy trì nguyên cuộc sống rét, cho nên nó là gì, trong cái thời gian mà Covid này á thì có một là có đợt thì Bộ Y tế cũng gì à, kêu là dùng cây xuyên tâm liên, trong đó là mình mang ra và là gì, tẩy hàng xuyên tâm liên này dùng để chữa Covid đúng không ạ? Nhưng mà sau khi mà xong là gì ạ, xong mà nhớ là đăng lên được mấy bữa xong là gì, Bộ Y tế là khuyến cáo là không dùng xuyên tâm liên trong trường hợp mà chữa Covid đúng không ạ? Đúng không? Có ạ. Thì cái xuyên tâm liên ở đây, bộ phận dùng ở đây là thân và lá.
hay là bộ phận trong mặt đất ha. Và nó có một cái vị đắng, tính hàn, cũng cần tinh phế, tinh can và tinh tùy. Và cái thành phần hóa học ở trong cái cây sinh tâm biên ở đây thì chúng ta sẽ gọi là các glycosid đắng và anin, nó có một cái chất khác ha. Và nó có tính ở đây là kháng khuẩn và kháng viêm, được dùng trong trường hợp đó là thanh nhiệt giải độc, thanh tràng trị lị, thanh phế trị khái. Và dùng trong trường hợp là chữa ung nhọt, đinh độc, rắn cắn, rồi viêm ruột, kiết lỵ, viêm amidan, viêm họng, ho gà, ho lao, rồi viêm gan suy và viêm đường tuyến niệu. Và kiên kỵ đối với những người mà tỳ vị bị hư hàn thì chúng ta không nên dùng. Và liều dùng ở đây khoảng từ 4 đến 10, 16 gram. Đây là cây sinh tâm liên. Cây này nói chung là gì ạ? Nó mọc ở ngoài tự nhiên cũng nhiều nhá. Nếu mọi người để ý nhá. Này, cái hoa đây mọi người đừng có nhầm với cái hoa đó gì, bạch hoa xà nhá. Mọi người biết bạch hoa xà không ạ? Biết cái đó không? Hoa cũng một cái y chang đây này ha. Yeah, đây là cái sinh tâm liên. Rồi bây giờ đến cái gì, bạch hoa xà thiệt thảo. Bạch hoa xà là người nghe đến gì ạ? Bạch là màu trắng đúng không? Đúng không? Bạch là màu trắng đúng không? Chữ gì? Hoa xà, xà là nó đến con gì ạ? Con gì ạ? Rắn. Nó đến rắn. Rắn này. Đúng rồi, người ta thường thường là dùng gì ạ? Chữ rắn cắn ha. Nhưng mà cái bạch hoa xà này thì bộ phận dùng của nó là gì? Tàn cây. Và tàn cây đây là dùng một phần ở trên mặt đất. Và nó có một cái tính vị quy kinh của nó, vị ngọt, nhạt, tính mát, quy kinh cam và kinh vị. Đấy là, và nó có tính kháng khuẩn và ức chế hành nấm da. Dùng trong trường hợp đó là thanh nhiệt, giải độc, hàn huyết, giảm đau, thanh phế, hóa đờm, lợi niệu, thông lâm. Dùng trong các trường hợp đó là chữa viêm ruột thừa, viêm gan, hoang đảng, viêm ruột bụng nhọt, vết thương ứ huyết, sưng đau, đau nhức các khớp xương, rồi ho do phế nhiệt, viêm họng, viêm đường tiết niệu hoặc là tiểu ít. Và đi dùng ở đây mọi người có thể dùng từ 4 đến 12 gram. Đây là cái bạch hoa xà. Nó mọc bò lại cái mặt đất. Đây bạch hoa xà. Nhìn giống như cây gì ạ? Mọi người nhìn thấy giống như cây gì? Nhìn giống cây gì nào, nói em nghe thử nè. Một cây cũng y chang như này nha, nhưng mà người dễ bị nhầm. Đó là cây gì ạ? Cây gì? Nó nhỏ nhỏ giống cây cỏ mực quá vậy thầy. Không phải cây cỏ mực, sao rồi? Cỏ mực lá nó to hơn. Mọi người biết cây gì không ạ? Cây gì? Ai biết? Đừng bị nhầm với cây gì ạ? Cam thảo đất. Cam thảo đất. Cam thảo đất anh ơi. Đừng bị nhầm với cây cam thảo đất nha. Cam thảo đất cây nó cao hơn thầy ơi. Mà lá đúng rồi, cây nó cao nhưng cái lá nó cũng y chang này. Cái lá nó cũng nhỏ nhỏ này thôi, nó không có to. Nha. Dạ. Có hoa nó có chân trắng. Cho nên là gì? Dễ bị nhầm. Cho nên là mọi người đừng có nhầm với cây cam thảo đất nha. Nhưng mà cái bạch hoa xà này á, cái bạch hoa xà này thì nó mọc bây giờ bò ngang dưới mặt đất. Còn cái cây mà thông thảo đất á thì nó lên thẳng ha. Cho nên là mọi người đừng bị nhầm. Thế nào? Rồi tiếp theo đó, cây đậu sam. Cây đậu sam ở đây thì mọi người biết rồi đó, ai dùng đậu sam này giải nhiệt đúng không? Thì bộ phận dùng cây đậu sam đó là toàn cây, và cái cây đậu sam này nhiều người cũng đã ăn rồi. Đó là nó có một cái vị chua, tính hàn, kinh phế, kinh vị và đại tràng. Và thành phần hóa học của cây đậu sam ở đây chúng ta có protein nè, glucid nè, muối, kali, phosphor, sắt và các vitamin. Và nó có tính đó là gì? Kháng khuẩn, và dùng trong trường hợp là thanh nhiệt giải độc, thanh tràng trị lị, thanh phế trị khái, lưu huyết và trị huyết. Dùng trong các trường hợp đó là chữa lị viêm đại tràng, mụn nhọt, sưng đau, viêm da, lở ngứa, lao, áp xe phổi, ho gà, được sơ sinh bị mất nhiều máu, rồi đổ nhiều mồ hôi sau khi mà sinh. Và kỳ kỵ đối với những người bị tỳ vị hư hàn hoặc là bị tiêu chảy thì chúng ta không nên dùng cái đậu sam này. Và liều dùng ở đây mọi người ta dùng từ 8 đến 16 gram khô hoặc từ 50 đến 100 gram tươi. Và cái đậu sam này thì mọi người dùng ít thôi, mọi người gọi là gì, lâu lâu ăn thì được, chứ đừng ăn thường xuyên. Tại vì mọi người cái ở đây không biết là mọi người có độc hay không thì mình không biết ha. Đối với cây mà mùng tơi hoặc là cây đậu sam này á, cái rễ của nó, tại vì sao mà người ta kêu khuyên là ăn ít mà gọi là mùng tơi với lại đậu sam này á, thì nó chữa bệnh rất là tốt. Nhưng mà người ta khuyên đó là gì ạ? Lâu lâu mới ăn chứ không phải là ăn thường xuyên. Lý do đó là gì ạ? Tại vì cái rễ của cây đậu sam với lại cây mùng tơi á thì nó hút cái kim loại hay là kim loại nặng ha. Cho nên là người ta khuyên là ăn ít lại, không nên ăn nhiều, vì ăn nhiều là mọi người dễ bị nhiễm kim loại nặng ha. Ví dụ bị nhôm hoặc là magie ha, dễ bị nhiễm đi ha, những kim loại nặng nha. Đây là cái đậu sam ha.
rau sau này một đầy mà đúng không ạ, một đầy gọi là một hoang đầy đúng không, hoa nó một phần vàng đấy, nhưng mà nó canh ăn cũng ngon. Cái ăn canh rau sau này bây giờ chưa? Dạ luôn. Dạ rồi đúng không? Cái này giữ quen một nó nhiều. Mẹ em cũng có nữa. Hả? Em còn ăn sống thôi ạ. À. Ừ, ăn sống cũng được mà đâu có gì đâu. Nhưng mà trong trường hợp bị tiêu chảy không nên dùng này nha. Nhá, tiêu chảy được đừng nên dùng rau sao. Tiếp theo là cây diệp hải châu hay là hay còn gọi là cây chó đẻ. Thì bộ phận dùng ở đây là thân cây. Hả? Hay gọi có thể dùng toàn cây luôn nhá. Hả? À, tính vị của nó là vị đắng, tính mát, quy là hai kinh đó, kinh cam, kinh phế. Và thành phần của nó là gồm các glycosid và polyphenol. Và tác dụng của nó là dịch chiết thì nó có tác dụng là giải độc gan, tăng co bóp cơ trong tử cung, hạ đường huyết. Cho nên dùng trong cái trường hợp đó là thanh nhiệt, giải độc, thông huyết mạch và trừ thấp khớp. Và dùng trong các bệnh đó là chữa mụn nhọt, đinh râu, rắn cắn, tim gan, rồi rối loạn kinh nguyệt, đau bụng kinh, viêm thận, phù thủng, sỏi tiết niệu, rồi viêm ruột, tiêu chảy. Về kỳ kỳ đó là gì, không dùng cho phụ nữ có thai tại vì nó là gây co bóp tử cung cho nên thì gây ra sảy thai. Và liều dùng ở đây là 20 đến 40 gram tươi dạng thuốc và sắc uống. Hả? Đây là cây diệp hải châu ha. À, hay là gọi là cây chó đẻ mà mình thường thường dùng chó đẻ. Đây là chó đẻ gì ạ? À? Mọi người nhìn cái lá của nó ha. Chó đẻ nó có nhiều loại mà mình hay dùng là cây chó đẻ gì ạ? À? Hay gọi là chó đẻ gì ạ? À? Chó đẻ gì? Thầy ơi em thấy nó có hai loại thầy ạ. Một loại thân nó màu tím, một loại thân trắng ạ. Không, giờ chửi theo lá thôi ạ. Chó đẻ răng cưa. Thấy không? Mình hay dùng gọi là cây chó đẻ răng cưa nhìn cái lá. Hơn có những dạng như răng cưa vậy đó. Hả? Thì cái này cây chó đẻ ở đây thì nó có nhiều nguồn gốc ha. Xin mọi người tí nhé. À, đây là cái gì phải châu ha. Và cái này á, đối với những người bị viêm gan á thì không nên dùng nha. Giờ giải độc gan á thì được, dùng độc phong thì được nha. Yeah. Phong ở đây phong mình uống ít thôi. Ừ. Chứ còn trong trường hợp mà mọi người bị viêm gan B, viêm gan C mà người dùng cái này mà hạ men gan không thể nào. Nha, yeah, khó lắm. Thì ra kêu mà hạ được cái men gan này không khó, những người nào mình nhưng mà cái hạ men gan ở đây là dùng đến khi mà ăn xoa thì mọi người uống vô thì thấy cái, mình thấy hàm lượng men gan nó hạ rất là ok. Ha. Có một số người dùng mình đưa thử á thì mình đưa cho một số người thì người ta cũng phản hồi lại là hạ cũng được ok. Ha. Nguyễn Thí An cắt bít giùm đi ạ. Chị nào đang coi gạo cắt bít giùm em. Thí An ăn tranh thủ nấu cơm phải không? Cắt mít đi mọi người biết thôi. Rồi. Tiếp theo một cây nữa là cây xài đất. À, cây xài đất này mọi người biết đúng không ạ? Biết cây xài đất không ạ? Biết không ạ? Có thể nghiên cứu lên thầy. Cái này thông dụng thầy. Vâng ạ. À. Cái cây xài đất thì mọi người thấy mọc ở đâu nhiều ạ? Mọi người thấy mọc ở công viên rất là nhiều. Nhưng mà cái đó chưa phải là không phải là cây xài đất đâu nha. Cái đó giống như là cây giả xài đất cũng thuộc bên họ của xài đất thôi. Nhá. Yeah. Và ở đây là xài đất thì thuộc họ là họ cúc. Và bộ phận dùng ở đây là gì? Toàn cây trừ gốc rễ. Và tính vị của xài đất ở đây là một vị mặn, đắng, mát, của đưa vào kinh phế và kinh vị. Và cái xài đất ở đây là những người nào ở ngoài phía ngoài Bắc á, thì mọi người biết nè. Có người nào ăn cây xài đất là bao giờ chưa? Thấy cây xài đất rồi đúng không ạ?
Dạ, cây sả đất này là ngày xưa ông em bị ngứa đó, có dùng cùng với kim ngân rất là tốt đấy thầy, kẻ đầu ngựa đó. Đúng rồi, thì nãy cái bà mẹ em đưa cho chị đó là thuốc chống dị ứng đó. Vâng, đúng rồi ạ. Mà chống dị ứng như thầy nói đó. Ok, hả? Dạ, thì em biết đến là xài đó, kim ngân, bộ công anh. À, nãy những nãy giờ những cái vị mà trong thanh diệt này á, là những cái vị đó là gì ạ? Ngoài cái tác dụng thanh diệt ra nó còn tác dụng là chữa dị ứng nữa. Hả? Phát ban nội sảy, ok luôn ha. Dạ. Ba thành phần của xà đất ở đây là flavonoid và nó có tính đó là gì? Kháng khuẩn, giảm đau và giảm sốt. Dùng những trường hợp đó là thanh nhiệt, giải độc và trị thống. Đó. Và cái xà đất này mọi người có thể gì ăn sống vẫn được nha. Ở ngoài Bắc mình đã ăn sống rất là nhiều. Dùng trong cái trường hợp là gì? Chữa mụn nhọt nè, bận ngứa nè, dị ứng nè, lở loét nè, chóc đầu nè, đinh độc, rồi sốt cao, phát ban, rôm sảy, viêm tai mũi họng, viêm bàng quang. Và liều dùng ở đây thì mọi người ta dùng từ 10 đến 20g ở dạng khô hoặc là 100g ở dạng tươi. Thì cái này mọi người phải kết hợp xài đất, kim ngân, bồ công anh, kẽ đầu ngựa, rồi cộng với lại liên kiều. Thì nó sẽ có tác dụng đó là trong trường hợp mà sốt cao phát ban thì mọi người có thể dùng được nhá. Rồi đây là cây xài đất. Bên thầy bốn đồ đấy. Thấy cây này quen không ạ? Bên thầy bốn đồ. Quen không? Mọi người thấy cây quen không ạ? Một đầy quen lắm. Một đầy công viên cái đâu à. Nhưng mà cây đây chẳng qua là gì, giả xài đất thôi. Thì cái hoa thì y chang vậy đó, nhưng mà cái lá, cái cựu, cái xài đất nó nhỏ hơn nhiều. Cây đó là cây ở ngoài công viên này giả rồi. Sơn giả. Cây này là cây cảnh rồi, nó giống như cây rau má cảnh, nó giống. Đúng giống rồi, đây nè, đây mới là cây xài đất thật nè. Đây 100% là xài đất thật. Thì lá nó nhắm. Như nào đây nè, cái hình đây nè, đó là cây xài đất thật nè. Còn cái xài đất ở đây là trồng đầy ở công viên, đó là giả xài đất chứ không phải là xài đất nha. Cũng thuộc họ xài đất, nhưng không phải là xài đất thật. Được chưa? Đây mới gọi là xài đất 100% là thật nè. Được chưa? Hoa là họ thuộc họ cúc nè. Lá thì nó có răng cưa nè. Được chưa? Phiến hơi sâu nó răng cưa và nó hơi bị nó nhám nhám nhám. Hôm ở ngoài Bắc á, thường thường thì họ lấy vào họ ăn á. Thì nó có một cái ăn vô thì cũng bị nhám và nó hơi đắng đắng tí thôi hả? Giả xài đất nó cũng thuộc họ xài đất nhưng mà vì công dụng nó cũng không bằng xài đất thật nha. Cũng giống như là xài đất nhưng mà mọi người dùng chỉ dùng dụng liều nó là cao. Tiếp theo đó là cam thảo nam. Thì cam thảo nam ở đây là một phần dùng, ở đây là phần cây ở trên mặt đất và nó có vị ngọt, đắng, mát, quy bằng kinh tỳ, kinh phế, kinh vị và kinh can. Và cái thành phần hóa học của nó kiểu là gì? Alkaloid. Và nó tính chất của nó là gì? Kháng khuẩn. Công dụng là thanh nhiệt, giải độc và trị khái. Trong trường hợp đó là sốt cao, ngộ độc mà ngộ độc sắn. Ngộ độc sắn. Rồi ho khan, viêm họng, ho cả đờm. Và liều dùng ở đây có thể từ 30 đến 100 gram. Giờ cam thảo nam đây này, hay gọi là cam thảo đất của mình đó. Đó. Mọi người nhìn cái cam thảo đất này, thấy nó giống như bạch hoa xà không ạ? Nhìn cái lá nó giống như bạch hoa xà không? Đó. Nhìn mọi người nhìn cái lá nó giống bạch hoa xà không ạ? Nhỏ quá không thấy rõ thì Rồi nhỏ quá hả? Đây thấy rõ quá. Giống nhưng mà có hoa nó khác nha. Có hoa bạch hoa xà nên nhớ là bạch là màu gì? Bạch là màu trắng nha. Nhưng mà cái hoa ở đây mọi người thấy gì, hơi tím tím một tí đúng không ạ? Cho nên là gì, đừng có bị nhầm giữa cây cam thảo đất hay gọi là cam thảo nam, được chưa, với lại cây bạch hoa xà. Cây cam thảo nam này nó mọc đầy ha, mọi người có thấy là gì, ở các bờ tường á, nó hay lên ở các bờ tường á, nhiều lắm nha, mọc thẳng lên luôn á. Dạ, sẽ phân biệt. Đúng rồi, dễ phân biệt hơn, nó mọc thẳng. Còn bạch hoa xà gì nó bò ngang dưới mặt đất á. Còn đây là một thẳng nhá. Nhá. Đây. Đúng rồi, cam thảo Bắc với cam thảo Nam nó khác nhau mà. Đâu giống nhau đâu. Cam thảo Nam là cái cây này, nhưng mà cam thảo đó ở cam thảo Bắc nó không phải này đâu. Cây nó to hơn nha. Nhá. Ở mình là giờ mình đó thì trong dân gian hay gọi là cái Việt Nam mình á gọi là cam thảo Nam hay gọi là cam thảo đất. Thì nó cũng có tác dụng đó là chữa ho à, nhưng mà cái liều cái gọi là chữa ho nó không bằng với cái thằng mà cam thảo Bắc. Thì
không giống như cam nó không, nên... nó không có ngọt như cam thảo bắp. Cái này đúng là rồi, nó không có ngọt, mát mát ngọt thôi chứ không có ngọt. Cái kia nó ngọt liền. Thấy chưa? Đối với cam thảo bắp thì nó ngọt, còn cam thảo mình, cái cam thảo nam của mình á, nó không có ngọt đâu, hơi hơi thôi, ha, cũng có vị ngọt mà hơi hơi thôi. Cho nên là nó cũng dùng cho trường hợp là chữa ho, nhưng mà nó không bằng cái với lại cam thảo bắp nhé. Cam thảo mọi người ở ra ngoài mọi người mua về, cái cam thảo đó được gọi là cam cặp thảo bắp nhé, vừa vàng nè, nó có vàng ngọt, ha. Còn cam thảo nam mà mình hay gọi là cam thảo đất, mọi người có thể dùng rẻ, mọi người nhổ lên là mọi người cũng phơi, là mọi người nhóm nhóm thì nó hơi hơi ngọt thôi chứ không đến nỗi không phải ngọt như là cam thảo bắp nhé. Mà cam thảo bắp cây nó thân nó to hơn nên là người ta dạ, hái thành viên lát nó lớn, chứ cam thảo nam này đâu có lớn thế được. Dạ đúng rồi. Cam thảo nam này nó nhỏ mà rễ nó cũng nhỏ, mặc dù cây to cả nào to rễ cũng nhỏ cũng bình thường ha. Còn cam thảo bắc thì rễ nó to hơn nha. Tiếp theo một cây nữa trong thanh diệt giải độc ở đây là cỏ măng trầu, thì ai cũng biết đúng không ạ, biết cỏ măng trầu đúng không ạ. Thì bộ nó cỏ măng trầu đây thì nhìn giống như cây lúa, thì nó thuộc, đại vì nó thuộc họ lúa qua c đó. Bộ phân dụng của cây cỏ măng trầu đây là gì? Toàn cây bỏ rễ, có nghĩa là toàn cây trừ gốc rễ ra nha. Mọi người có thể hái về xong là gì, phơi khô đi, phơi cho nó héo héo cũng được, rồi về nấu nước uống cũng được, hoặc là gì gội đầu tắm mượt ha, cộng với là cây cỏ mực. Dạ, cỏ măng trầu còn cỏ mực à, mọi người nấu nước xong mọi người gội đầu thì sẽ làm cho tóc gì à, mượt và đen bóng. Đen bóng ở đây là do gì, cái cây cỏ mực mà ra ha. Dạ, nên cho mọi người tóc đen nó bóng hơn. Rồi về tính thì quy kinh của cỏ măng trầu đây là có một vị ngọt, tính mát của kinh phế, kinh tâm, kinh can và thận. Và thành phần hóa học của cây cỏ măng trầu đó là các glycosid, saponin, và nó có tác dụng đó là kháng khuẩn và ức chế cái nấm da, dùng trong trường hợp và công năng của nó là gì ạ? À, thanh nhiệt, giải độc, lờ tiểu và lương huyết, làm cho mát huyết ha. Và chữa đó là chữa cho cái trường hợp là chữa cao huyết áp, lao phổi, ho khan, sốt ở Mỹ về chiều hay gọi là sốt chiều nhiệt, rồi lao được nhiều, tiểu tiện vàng hoặc là ít, lưu dụng đây khoảng từ 16 đến 20 gram ha. Đây, cỏ măng trầu đây là ai cũng biết đúng không ạ? Nha. Và có người nào là uống cái cỏ măng trầu này là mua về uống chưa? Đó. Thầy cho em hỏi cái dùng tươi hay dùng khô thầy? Cái này chỉ dùng tươi cũng được, dùng khô cũng được chứ ha? Dạ vâng ạ. Cái này chỉ tươi khô được hết. Nhá. Dùng tươi dùng vâng khô ạ. Được rồi. Đúng rồi, cỏ gà hay một số nơi hay là cỏ gà á. Ừ. Nha. Cái này nếu như mà gọi là muốn cho tóc nó mượt á thì dùng chị nấu nước rồi sau đó cộng thêm với lại cây cỏ mực á, sau đó gội đầu. Ừ. Thì thầy ơi thầy, cây cỏ gà khác mà thầy, cái này nhiều chỗ kêu là cây cỏ gà cô. Không, cây cỏ gà đó là nó có cái quả đó như cái hình cái con gà cơ, chứ nó không phải cây này đâu. Còn mình trầu riêng cỏ gà nó bò dưới mặt đất cơ, nó không thành cây này đâu. Nó thì cũng cái cục thì cái này là cũng có nhiều chỗ thôi, cái tại vì hồi nhỏ là nhỏ là chuyên gia bán này gọi là gì, một nhúng cái đá gà thì mọi người gọi là cây cỏ gà không hả? Đúng rồi, ta cũng nói cây này là cây cỏ gà vì cái nó có giống cái chân gà, chị có thấy không, ở bên Trung Quốc kêu bằng cây gà cỏ gà. Ừ. Vậy là nó lấy cái hoa này để thay coi như chân gà. Còn cái cây cỏ gà quê mình á là cái chỗ mà nó sinh ra cái một chùm mới đó, thì nó giống như là cái hình của con gà, để có cái đầu cái đuôi giống như hình con gà luôn. Rồi, cái đó thì chơi chọi gà, chơi đấu với nhau. cái đó kêu Trung Quốc kêu cây cỏ chỉ, chị ơi em không có hiểu lắm. Rồi thì nói chung là cái tên gọi một số một nơi trong bộ khác ha, nhưng mà trong cái dược liệu của mình được gọi là cây cỏ bắt đầu nhá. Là cỏ măng trầu này thì nó là mát, uống rất là mát ha. Dạ. Vậy còn gọi là sóc nữa hả? À, con sâu làm tổ tạo thành cái ngọn xuôi gọi là cỏ gà. À. Rồi. Đây, cỏ măng trầu. Ừ, mọi người lấy về có thể là phơi khô, sắn nước uống. Không thì gì à? Dùng tươi thì nấu nước, gội đầu cho nó mượt tóc. Ừ, cộng với lại muốn tóc đen thêm tí nữa thì cộng với gì? Cây cỏ mực. Hả? À. Dạ. À, để mà gọi là cho nó đen tóc đi ạ. À, mượt và đen. Đấy. Rồi tiếp theo một cây nữa đó là cây rau má. Cây rau má thì ai cũng biết đúng không ạ? Thì đây là bộ phận dùng của nó là tỏa cây ha, hay gọi là dây lá
Ba tính vị của nó là vị đắng, nhạt, tính mát, nguyên vào kinh tâm, kinh can và kinh tỳ. Và thành phần của nó là glycosid, saponin. Và nó có tác dụng ở đây là gì? Kháng khuẩn, làm chống lành sẹo lên da non, kháng lao, kháng hủi. Và công năng của nó là thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm và lợ tiểu. Yeah. Và dùng trong các trường hợp đó là chữa sốt nóng, người bứt rứt bồn chồn, rôm sảy, mẩn ngứa, bỏng, hoặc là những cái vết thương, rửa vết thương. Và ở đây thì mọi người có thể dùng cái rau má thì ở đây có nhiều người dùng rồi ạ. Thứ nhất là 30-40g tươi hoặc là xay hoặc là giả lấy nước, hoặc là chúng ta dùng lá khô. Ở đây chúng ta sẽ dùng dạng tươi cũng được mà dùng dạng khô cũng được. Dạng tươi ở đây thường thường thì có nước rau má, nước rau má đúng không ạ? Mình xay ra đúng không? Mình hay dùng. Đúng không? Rồi, cái này là cây rau má. Và cây rau má thì nó mọc gọi là theo đốt ha. Đó. Tiếp theo cây cối xay. Cây cối xay ai ở đây? Ai ở Phú Yên không ạ? Có ai ở Phú Yên không? Phú Yên với Khánh Hòa. Trong lớp có mình có ai ở Phú Yên Khánh Hòa không? Có ở Phú Yên thầy. Rồi chị ở Phú Yên thì thấy cây cối xay này nhiều quá. Ở ngoài đồng mùa hè mới thích mới có, còn bình thường không thấy thầy. Ở bình thường không thấy hả? Em thấy cây cối xay ở Phú Yên với Khánh Hòa rất là nhiều ha. Cái này rất là nhiều. Được chưa? Rồi. Để cái cây cối xay ở đây đó là họ của nó là họ cẩm quỳ ha. Và bộ phận dùng ở đây là chúng ta sẽ dùng cái cây mà cái hoa chưa nở mà màu trắng á. Yeah. Tính vị của nó là vị ngọt, đắng, tính bình, vị kinh can, đại trường là bằng quang. Mà cái cối xay ở đây có thể dùng hoa và còn mọi người ngoài ra mọi người có thể dùng gì? Toàn cây đó. Để dùng trong trường hợp đó là dùng trong trường hợp cảm sốt mọi người chịu vẫn được. Và thành phần học được rồi chất nhầy và nó có tính là kháng khuẩn và ức chế cái nấm da. Và tác dụng ở đây là thanh nhiệt, giải độc, trừ thấp, khai khiếu và hạt huyết. Và dùng trong cái trường hợp là chữa cảm sốt, đau đầu một cách dữ dội, rồi ù tai, sốt, vàng da, tiểu khó, nước tiểu đỏ, lỡ ngứa ngoài da, dị ứng, kiết lỵ, mắt có màng bọng. Và thường thường thì đối với cái cây mà cối xay này á, thường là dùng trong trường hợp đó là chữa cảm sốt ha. Thấy là chữa cảm sốt là nhiều, chứ còn dùng bên khớp thì em chưa thấy ai dùng cả ha. Cây cối xay này thường mọi người về miền Trung á nhiều lắm. Và liều dùng ở đây khoảng từ 4-6g nhà thuốc sắt nha. Và mọi người phân biệt cái cây cối xay ở đây là gì ạ? Mọi người, một là dựa vào có hoa, hai là dựa vào cái nụ này. Mọi người nhìn thấy giống cây cối của mình đúng không ạ? Giống cái cối mà cối đá của mình á. Cái xay mà xay bột biết không? Cái cối xay bột biết không ạ? Vâng ạ, đúng rồi thầy ạ. Đúng rồi luôn. Cái cối xay bột á. Giống một cái thớt cối xay mà. Giống cái thớt của nó đó. Thấy chưa? Thì mọi người dựa vào cái này nè. Một là dựa vào hoa, hai là dựa vào cái nụ của nó nè. Đó. Cái hay gọi giống là hay gọi là quả. Thì nhìn giống cái trang như cái cối của mình á. Nha. Cái cối mà xay bột của mình đấy, chứ không phải là cối giả đâu nha. Cối xay bột của mình đấy. Đó, mọi người dựa vào đó để mọi người phân biệt. Dạ. Rồi. Cây cối xay. Đúng rồi, cây cối xay này thì mọi người chỉ phân biệt là theo cái ở đây thì nói chung là chưa thấy ha. Ở thành phố thì không thấy, nhưng mà về miền Trung thì thấy rất là nhiều. Ở thứ nhất là ở Khánh Hòa, thứ hai là ở Phú Yên thì em thấy nó mọc rất là nhiều ha. Phố có nhưng mà ít thôi. Thành phố có ít hả? Vậy là cái đây nữa thì có đó. Cao lắm, đó là ở huyện Bình Chánh. Ai ở Bình Chánh thì may ra thấy. Đúng thế rồi đó. Ở Bình Chánh bạn nào mọi người mới thấy được. Có Chi nhiều lắm thầy, đường nhiều lắm. Nó mọc theo, nó mọc chỗ thường thường nó hay mọc ở bên đường á, ở cái chỗ ẩm ẩm vậy. Đúng rồi. Cái ẩm ẩm á thì nó sẽ mọc. Như là cây này chữa chó cắn á thầy, thấy ông nội cho nấu nước uống giải độc á thầy. Bởi vì cái này là thanh nhiệt giải độc cho nên là cho uống nước giải độc rồi, đúng rồi. À. Chó cắn. Chó cắn thì em chưa bao giờ dùng, cho em chỉ dùng cho trường hợp là cảm sốt thì có dùng. Dạ. Thôi chứ còn ngoài ra mà chữa đốt khớp, chữa chó cắn thì em chưa nghe ha. Nhưng mà nếu như có người dùng rồi thấy ok là được thì mình có thể có vấn đề dùng được ha. Yeah. Rồi tiếp theo là phèn đen ha. Phèn đen đây là họ cà phê. Một phần dùng ở đây là thân nè, lá nè, rễ nè.
quả tính vị nguyên kinh của nó thì nó nhạt chát, tính mát, thành phần của nó là tannin, và công năng của nó là thanh nhiệt giải độc, dùng trong trường hợp là thu sáp, khử ứ, trị huyết, sinh cơ. Và giờ dùng trong các bệnh đó là chữa bệnh đậu mùa, tiểu khó, nước tiểu đông, kiết lì, nhiệt tả, tiểu tiện đau máu, nước tiểu lở loét. Ở đây thì mọi người có thể dùng từ 20 đến 40 gram vỏ thân, và dùng ở đây là sắc uống. Đây là cái thầy đen, mọi người thấy quen không ạ? Cũng có quen đúng không? Dạ quen lắm á thầy ạ. Rồi. Tiếp tục một cái nữa đó là cây gai, mọi người biết cây gai mà. Biết cây gai không? Dạ biết ạ. Cây gai này á thì nói chung là nó có nhiều công dụng, nhưng mà mình không, nói chung là người nào dùng thì cho mình hỏi thử thôi. Thứ nhất là bột gai em ạ thầy. Dạ. Bánh đít lá gai này. Ừ, cái bánh gai á, ở ngoài Bắc mình gọi là bánh đít lá gai á. Hay gọi bánh đi. Thì cái này bộ công dụng đó là lá và rễ. Nha, về tính điện vi kinh là ngọt, hàn, và thành phần hợp là tannin, acid chlorogenic, capis, vinis, và nó có tác dụng là thông tiểu này, lợi mật này, diệt nấm và các vi khuẩn, và nó có tác dụng là thanh nhiệt giải độc, lợi tiểu, tiêu viêm, trị huyết và an thai. An thai đây chúng ta dùng đến cái nào là cái gì ạ? Cái rễ của nó ha, gọi là an thai. Dùng trong trường hợp đó là chữa cảm cúm, sởi, sốt cao, những người bị nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm thận hoặc phù, rồi trị rong kinh, viêm tử cung, có thai bị động, đau bụng và sảy thai, chấn thương do té ngã, sưng đau, đinh nhọt, vết thương sau bọ bị đốt và rắn cắn. Và liều dùng ở đây khoảng 10 đến 30g dạng sắc, đó là sắc uống. Rồi em hỏi là ở đây là mọi người đã biết cây gai rồi, thì có người nào đã dùng cây gai này trong trường hợp đó là ăn thai chưa? Dạ em dùng rồi thầy ạ. Rồi dùng trong trường hợp nào ạ? Em ngày có thai em bị kiểu như bụng nó không yên ấy, kiểu như cảm giác như trong bụng nó không yên bứt rứt ấy. Thế là em có lần em bị vấp. Thế là em cứ đề phòng em lấy cái củ của nó, củ cái rễ củ ấy, em nướng lại xong rồi em ăn. Thấy thầy có người hướng dẫn thế. Vâng ạ. Thì cái cây gai là cái rễ của nó. Cái lá thì mọi người biết rồi đó, bánh ít lá gai thì mọi người biết rồi, còn cái rễ của nó có tác dụng là an thai. Và dùng trong trường hợp đó là những cái người mà tử cung yếu á, cái dây chằng tròn của tử cung mà nó yếu á, thì mọi người dùng cái rễ này nè. Một là dùng như chị nó là gì, nướng lên rồi bóc cái vỏ ra ngồi ăn. Hai đó là gì ạ, có thể hấp theo nồi cơm của mình á, cắm vô nồi cơm nhé. Cái này giống như là một cách chuẩn mẹo thôi. Nói gì nam thường thường là người ta cắm là 9 cái vô cái nồi cơm á, bắt đầu là gì ạ, hấp lên bắt đầu người ta ăn ha. Thì cái này thì nói chung là trong mà có nhiều người có như cái hướng chữa, nhưng mà em thì này lại em cho ăn ha, em cho ăn để em giữ lại cái dây chằng tròn và cái gì chặt tử cung nha. Trong trường hợp mà dọa sảy thai á ha, thì thường dùng cái rễ này nó chữa sảy thai, nó chữa mà tử cung yếu, dây chằng tròn tử cung yếu rất là tốt nha, cho làm bền thì nó gọi là làm chặt cái dây chằng tròn tử cung lại ha, nó không cho xa tử cung nữa, mà cũng không phải làm mà không làm mòn cái dây chằng tròn tử cung ha. Cho nên mọi người dùng trong trường hợp ăn thai rất là tốt ha. Dạ. Yeah. Rồi, đây là lá gai thì mọi người phân biệt ở trên đó thì nó màu xanh, ở dưới thì nó màu màu trắng. Dạ. Yeah. Rồi. Bây giờ thì mình nghỉ ha, chiều khoảng 1 rưỡi mình học và mình sẽ đi qua cái nhóm đó là thanh nhiệt giải hỏa, được chưa ạ? Mọi người đồng ý không ạ? Dạ. Dạ, rồi. Bây giờ mọi người nghỉ ha, chiều 1 rưỡi chúng ta sẽ học đến khoảng 2 rưỡi 3 giờ kém mình nghỉ được rồi. Rồi sau đó thì mọi người sẽ là ôn bài ha, để mọi người thi nhá. Định danh sao thầy? Điểm danh thì chiều em định danh luôn ạ. Nhá. Dạ. Rồi. Dạ. Okay, recording stopped. Thầy Trang hỏi. Dạ. Thời phát biểu hôm nay không đăng nhập được sao thầy? À, Trang thời phát biểu đang bị lỗi á nhá. Thời phát biểu đang bị lỗi nhá. Như vậy thì là ngày mai mình có học không thầy? Ngày mai có môn, mai có học không? Ngày mai mọi người vẫn học cái trong lịch thì trong lịch bữa như thế nào thì mọi người vẫn học như vậy thôi. Hả? Mai thi mà thầy. Thì mai mọi người thi đúng không? Hình như là mai mọi người đâu học môn này đúng không ta? Ủa thi môn gì chà? Thi trên cái Anh Vô Ta á, thi gì trên Anh Vô Ta em nhớ là vậy.
nhớ như, hình như lớp lớp cái lớp lớp có 10 sao á thầy? Có 10 thi. Có 11. Có 11. Dạ. Ở này có 12 chưa wow. mà. Ừ. Dạ thầy là môn của thầy vì thầy cũ mà. Thầy ở trên hỏi xíu thầy. Dạ. Dạ em có nhiều cái lá sa kê á thầy, không biết là cái lá sa kê cái tác dụng của nó là lá sa kê tác dụng ở đây nó lợi tiểu chị ơi. Dạ. Tác dụng lợi tiểu cho nên là nhiều người hồi lâu là kêu dùng cái lá sa kê để trị tiểu đường. Đúng không? Dạ. Có ai nghe là kêu lá sa kê trị tiểu đường, nhưng thật ra lá sa kê ở đây nó có tác dụng là lợi tiểu thôi. Hả? Chứ không có trị được tiểu đường. Được chưa? Người ta nó bị thầy. Bị gì trên mạng á? Chị gút quá thầy, bệnh gút quá thầy. Tại vì do nó lợi tiểu cho nên nó thải được axit uric ra ngoài thôi chị ơi. Cho nên là mấy gọi là người đang dùng này chữ gút ha. Vì nó lợi tiểu thải axit uric đó nha. Tại em nhiều lắm luôn á thầy, mà em không biết tặng cho ai hay là để cho người ta làm gì hết. Cho nên là cái này chủ yếu là lợi tiểu thôi, còn một cái về chữ gút thì hơi khó nhá. Chữ gút thì dạ. Kết hợp nhiều cái. Dạ. Nói chung là cho mọi người uống trà bình thường là được phải không thầy? Ví dụ lâu lâu dạ, uống. Okay. Dạ. Dạ. Dạ em cảm ơn thầy. Alo alo. Alo xin lỗi cái chị cho hỏi cái chị hồi nãy chị nói là lá sa kê mà thay trà uống á thì dạ. Cho em cái ý kiến thế này nè thầy. Tại vì dạ. Bây giờ em thấy là cái thực trạng mà xài thuốc nam á vô tội vạ nhiều lắm, mà đặc biệt là thay trà. Dạ. Nhưng mà rõ ràng á là khi hễ mà cung cấp một vị á vào trong cơ thể á mà cái thời gian dài á thì nó sẽ làm cho khí của kinh nó nhiều hơn huyết và nó sẽ dẫn đến là suy gan và suy thận. Đó chính là cái lý do mà hay bị suy gan và suy thận bởi uống thuốc nam. Cho nên là chúng ta không biết á, thì đừng nên dùng và cũng đừng nên dạ đánh. Đúng rồi anh. Bởi vì vô tình á là sẽ hại người khác. Dạ đúng rồi, trong cái mấy cái bài thuốc người ta cũng nêu rõ mà, ví dụ mình lâu lâu mình chỉ uống thôi, ví dụ đối với một số đối tượng thôi chứ không phải là mình uống thường xuyên. Cái này nó cũng có độc tố mà. Nói luôn là góp ý luôn chỗ đây đó là gì ạ? À? Kêu là hạm nước, uống như trà. À, thì cái này mà không có nghĩa là mọi người sẽ uống nước một cách rồi uống nóng một cách thường xuyên. Mọi người nên nhớ rằng khi mọi người là gì ạ? À? Trong nước của mình là gồm cái gì ạ? À? Các cái chất khoáng, có natri, có kali. Được chưa? Cho nên là khi mà hạm trà, hạm cỡ nào hạm, uống cỡ nào uống, mọi người phải uống nước trắng. Uống cái nước lọc của mình á để cung cấp thêm cái gì? Natri và kali cho mình ha, được chưa? Chứ không phải là uống cái thuốc đó là 100% là ngày nào người gọi là uống mà thấy nước không nha, đừng hiểu nhầm cái chỗ đó nhá, vẫn phải uống nước trắng. Thì à em này thấy có nhiều người là gì kêu là hãm uống như là uống thay nước, không có đâu, uống thay nước trắng mình ai cái thằng nào mà uống thay nước trắng mình được, khi nấu lên nó đi hết thì còn đâu nữa nhá, cho nên bắt buộc phải uống nước trắng. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi. Thầy cho em hỏi cái Roratimax lúc nãy thầy nói là mình uống trước hay sau bữa ăn được thưa thầy? Uống hay trước sau bữa ăn thì tốt nhất là gì? Ăn xong rồi uống được chị. Chị muốn uống trước bữa ăn cũng được mà sau bữa ăn cũng được, không sao cả. Dạ, nhưng mà gì em không muốn ở đây là gì tránh hại dạ dày của chị thì gì tốt nhất đó là uống sau bữa ăn nhá. Tốt nhất uống sau bữa ăn. Khi kết hợp hai thằng này tốt nhất uống sau bữa ăn hoặc là ăn no rồi uống. Dạ yeah. Hiểu không ạ? Được chưa? Nhớ là ăn no rồi uống để cho nó khỏi cào cái dạ dày nhá. Dạ. Tốt nhất ăn no rồi uống hả? Dạ vâng. Dạ. Rồi giờ mọi người nghỉ ha, chào mọi người nhé. Dạ, cảm ơn.